Tiếp theo thì đây, nhiều bác hỏi cái mã hàng này lắm này. Đấy thì tiếp tục về cái mã hàng cái móc dán tường 15 kg nhá. Đấy hàng móc dán tường chịu lực tốt này, 15 kg này, có nhìn này. Đấy 15 kg. Hàng này thì chịu tải cực kỳ tốt luôn. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dán trên mọi loại vật liệu, đặc biệt là các bác có thể dán lên những cái dạng tường sơn các thứ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác hay mua về dán ở trên tường kính hoặc tường đá hoa thôi, tường sơn nhiều quá là không ăn, như con này tường tường sơn nó dính cực kỳ luôn, vì nhà em cũng đã dùng thực tế em thấy rất ok nên em nhập về bán cho bác luôn này, mà giá thì cũng quá bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường chịu lực lên đến là 15 kg thôi nhá, 15 kg. Hiện tại em đang bán một cái móc dán tường nha, lên mã giúp em sẽ là cái móc dán tường, giá của nó chỉ có 10.000 một cái thôi, 10.000 thôi nhá. Đấy, hôm nay hầu như sản phẩm đồng giá 10.000 luôn, giá siêu sốc luôn nhá. Đấy đi, cái này đây nó có hướng dẫn sử dụng luôn này. Bước 1 thì các bác vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt mà các bác cần dán, bước 2 đó các bác làm khô. Đấy, bước 3 là các bác dán trực tiếp cái miếng này vào. Đấy. Và các bác để giúp em trong vòng là 24 tiếng nhá, để giúp em trong vòng là 24 tiếng để cho nó ăn keo thật chặt vào. Sau đó là các bác đã móc lên nhá. Đấy, để cho nó phát huy cái công dụng tác dụng của cái móc này một cách tốt nhất này. Đấy, Magic Hook này, Magic Hook tức là chiếc móc thần thánh nhá, chiếc móc dán tường thần thánh nhá. Đó. Mà giá thì cực kỳ là thần thánh luôn, chỉ có 10.000 một cái móc dán tường thôi, 10k một chiếc. Về các bác móc đồ, móc đạc các thứ, treo đồ đạc rất tiện dụng luôn. Đây em quay thực tế nha, em đang xài một cái luôn, dùng thích lắm. Đây có nhá, đây cái tường này là nhà em là tường sơn này, em dính như này mà em treo cực kỳ nhiều đồ đây này. Các bác nhìn này, một cái túi này, một cái túi nó nặng kinh khủng khiếp, rất nhiều đồ luôn nhá. Em treo để cái túi này em đựng những cái đồ linh tinh vào đây này, nó nhiều dã man luôn đấy, một túi nó đậm nặng chịu đồ luôn này. Đấy mà cái móc này các bác nhìn này, chịu tải kinh khủng. Các bác nhìn cái giấy bóng nó căng đét nó luôn, là các bác biết cái túi bóng nó nặng nhào rồi nhá. Đấy mà cái móc này là vẫn dán ngon lành luôn, mà không có hề hấn nhiều nhá, không có hiện tượng bong hay nhào, mà em xài từ năm ngoái luôn nhá. Đấy em xài năm ngoái không hiện tượng gì luôn, là các bác biết là cái độ chịu tải nó nhào đấy, kinh khủng khiếp luôn đó, chịu tải lên đến là 15 cân mà. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường nhá, đang gửi bác là 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái móc dán tường. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái ổ điện U6 nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ cái ổ điện U6 này. Đấy, mã của nó sẽ là mã ổ điện U6. Cắm chịu tải liền dây nhá. Hàng này thì hàng của Hinoki. Đấy, nó là cái thương hiệu đến từ Nhật. Đấy, nhưng mà sản xuất là sản xuất tại Việt Nam thôi nhá. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Một cái ổ điện như này. Cả dây cả ổ hiện tại em đang bán là 120.000 một cái ổ như này các bác nhá, 120.000 thôi. Giá nó rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác nào mà cần chịu tải cao nhé, hàng của hãng luôn nhé, hàng của hãng luôn đấy. Đây Hinoki này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng chân khâu đồng luôn nhé, chân khâu đồng tròn 100%, có đèn báo này, chân dẹt chân tròn là các bác cắm nó hết luôn nhá. Đấy, rất đa năng, ổ thì chống cháy, chống va đập, chống vỡ đó, made in Việt Nam có nhá, người Việt, người Hòa Việt này, an toàn là trên hết này. Chịu tải công suất mắc lên đến là 6.000W nhá, 30A nhá. Đấy, điện 220 250 hoặc 220 đều được nhé. Đấy thì dây của nó đây, dây của nó cũng khá là to nhé, dây khá là to đấy. Dây của nó thì sẽ là dây 5 mét thôi nhá, dây 5 mét. Ở cái thương hiệu này thì một cái câu slogan rất là ý nghĩa luôn các bạn, mua một lần dùng một đời nhá, mua một lần dùng một đời, các bác biết tức là nhà rồi, là tức là nó rất là bền luôn, rất là bền luôn, nên là tôi phải khẳng định có một câu slogan rất hay là mua một lần dùng một đời. Đấy, tức là siêu bền luôn. Đấy, ổ của nó thì sẽ là ổ liền đúc với lại cả phích cả ổ luôn, nên là dùng rất là bền nhá. Đây phích của nó là phích đúc liền luôn này, dây là dây dài 5 mét nhá. Cái này về các bác cắm những dạng thiết bị máy móc này. Đấy, bác nào làm cơ khí làm nghề ra đấy, như có những cái máy móc to, motor to đấy, các bác xài cho con này rất ok luôn nhá. Đấy, ổ cắm chắc chắn, có cả đèn báo mà 6 ổ luôn nhá, 6 ổ luôn. Đấy, 6 ổ các bác cắm được khá là nhiều thiết bị. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề các thứ rất ok, rồi các bác sử dụng gia đình. Mình đôi khi nhà có công có việc rồi. Đấy các bác chia ổ ra để các bác cắm thì rất là ok luôn. Đấy, ổ ổ điện ổ cắm chịu tải liền dây nhá. Đấy. Đây, vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi sứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ này, mặt ổ chống cháy này, không mối hàn nhé. Đấy, rất ok, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn có nhé. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn. Đây có công ty này. Đấy, rồi là địa chỉ thứ đầy đủ luôn, hàng quần chuyển đi ngã của Hinoki. Cái này nó là chịu nhiệm
công ty của Nhật nhá. Đấy, công ty của Nhật rất ok. Đó, thì giá một cái ổ này nó chỉ có 120.000 thôi ạ. 120.000 và dây của nó lên đến là 5 mét luôn, cũng khá là dài, thoải mái các bác xài luôn, mà chỉ có 120.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đấy, các bác mua về sử dụng rất là nhiều việc, anh em thợ thuyền mua về sử dụng máy móc các thứ quá ok. Dùng gia đình thì tuyệt vời luôn các bác nhá. 120k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá. U6, mã của nó sẽ là U6, 120.000 ổ nhá các nhá. Giá rất là rẻ bình dân. Đây, ổ cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, 120.000 một cái ổ nha. Bình thường các bác ra cửa hàng các thứ giờ ít giờ các bác mua ổ này khoảng tầm 150 đến 170.000 luôn. Đấy, về cái mức giá 120.000 này em lấy trực tiếp về công ty về bán cho các bác, giá nó rất là hợp lý và dễ mua các bạn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái ổ điện gập các nhá. Ổ điện gập giá thì em báo luôn chỉ có 20.000 thôi. Cái này thì nó cũng của các hãng luôn, cũng của Hinoki nhá, mua một lần dùng một đời này. Đấy, Hinoki này. Con này thì nó là cái ổ 1:3, 1:3 đấy. Nhiều tư thế cắm tiện dụng này, điều chỉnh góc quay tùy này, thích hợp với không gian tại nơi sử dụng này. Đấy, quay gập dễ dàng, rất gọn nhẹ, chịu tải cao 2200W nhé. Nhiều tư thế cắm. Cái này thì đây, nó có thể là xoay nhiều những cái hướng tư thế cắm nhé. Ví dụ những cái vị trí mà sát tường, ổ nó sát tường mà đồ vật nó đủ sát rồi, không còn những cái phần khe rãnh ra để các bác câu ra để các bác cắm cho ổ này vào. Đấy thì khi mà cắm vào thì nó sẽ chia ra là được một ổ này, hai ổ là ba ổ các nhá. Đấy, từ một và ra ba nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập nhá. Ổ điện gập các nhá. Ổ điện gập thì nó có thể là gập lại nhỉ. Đấy thì hay gọi là ổ điện gập hoặc là ổ điện 1:3 đều được các nhá. Ổ điện 1:3 đều được. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện gập. Mình em đang gửi bác một cái ổ điện gập như này với giá sẽ là 20.000 một ổ nhá. 20.000 một cái ổ điện gập này. Giá nó rất là bình dân. Đó, và sử dụng rất là hay, sử dụng trong những cái môi trường, những cái không gian mà nó chật hẹp đấy, không thể cắm những cái phích hoặc là các bác cần nhiều ổ hơn để mình có thể là sử dụng, thì các bác mua cho em cái ổ này về đấy để các bác nâng cấp cái ổ lên. Ví dụ như những cái ổ này có 6 ổ mà các bác cắm full rồi thì các bác có thể cắm thêm nha. Đấy, mua cái này các bác cắm thêm một chưa. Cái ổ này cắm chặt lắm các bạn. Đấy, cắm thêm cho em thì các bác sẽ chia ra được thêm 3 ổ nữa nhá. Đấy thì sẽ thành được thêm 3 ổ nữa, rất là hay đó. Lên mã nha, cái ổ điện gập nhá, ổ điện gập này giá sẽ 20k. Đấy thì ví dụ đây, ví dụ các bác cắm vào như này, bình thường là các bác hay cắm những cái ổ hay là nó sẽ vướng, như đây khi các bác cắm thì các bác gập luôn về này cho em. Đấy thì những cái ổ bên cạnh các bác cắm là nó sẽ không bị vướng nhá, không bị vướng rất hay, mà lại được thêm những ổ khác nữa để các bác cắm nhá. Đấy thì cái ổ điện gập này đang gửi bác là 20k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập 20k. Nếu cho em là ổ điện gập nhá, còn bên em còn có một cái loại nữa là cái loại fix gập. Fix gập thì đang bán là 15, còn cái ổ điện gập thì đang bán là 20. Dạ, và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó cái cây ô dù tự động này, em báo giá luôn. Em đang bán một cái cây ô dù tự động này, giá của nó sẽ là 80.000 một cây nhá, 80k một cây. Lên mã em sẽ cái cây ô dù tự động nhá. Đấy, con này nó toàn bộ bằng tự động luôn, rất là hay. Các bác mở ra thu vào tự động, các bác chỉ bấm nút cho em lần cái tự động mở ra, bấm cái tự động thu vào nhá. 80k một cái và ô cực kỳ chắc chắn và đẹp luôn. Đây, chắc chắn rồi, lấy cho bác con một cái này. Đấy, đi về các bác mở ra cái này ra cho em này. Đấy, các bác bấm nút các bác nhá, bấm nút cái là tự động sẽ mở ra đây. Đó, thấy không, rất to luôn. Bấm cái tự động thu vào nhá, rất hay luôn. Đấy, và các bác ấn vào cho em. Đấy, đây, bấm cái này mở ra này, bấm cái thu vào này, rất ok nhá. Đây, lại vẫn nữa này con này, bấm cái mở ra này. Và cái con này đường kính ô rất là to, đường kính ô của nó lên đến là 1 mét nhá, từ bên này sang bên này thì đường kính ô của nó là 1 mét, rơi vào khoảng tầm 2-3 người đi thoải mái luôn, và ô cực kỳ dày chắc chắn này. Đây em rung cho bác con này, em rung này. Đấy, con này không, con này rung thoải mái luôn, rung nhiệt tình luôn nhá các nhá, mà nó không bị bung ở nhà đâu, vì nó rất là chắc chắn, phần khung gia cố cực kỳ chắc chắn và rất là chất lượng luôn. Khung của nó khung gọng kép nhá, gia cố cực kỳ chắc chắn, khung rất dày rất chắc chắn nhá. Bấm cái này đó thu vào, rất ok nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, về các bác sử dụng này, đi chơi đi du lịch đi công tác rồi là đi làm đi học, đấy các bác mang đi che nắng che mưa cho em quá ok luôn. Đấy, ô thì chống tia cực tím nhá, đấy chống tia UV tia cực tím rất tốt luôn, rất nhỏ gọn tiện lợi. Khi mà thu vào nó ngắn khoảng tầm hơn 30 cm, khoảng tầm gần 40 cm. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá, các bác có thể bỏ trong túi các thứ rồi mang đi mang lại rất ok nhá, thao tác dễ dàng sử dụng nhá. Đó, bấm cái thu vào ok, 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Đấy, em vừa test bác co rồi, lắc thoải mái không lo nó bị bung nhà đâu nhá, rất chắc chắn luôn. 80.000 một cái ô dù tự động nha, bấm cái mở, bấm cái tắt là thu vào. Tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô hàng đá cắt của Kabushi nhá. Đấy, dòng này dòng đá cắt đỏ, đá cắt một tấc nhá, cái này về các bác dùng để cắt sắt cắt xiếc các thứ ok luôn.
Đây dòng đá cắt một tấc này. Sản phẩm mình sẽ có kích thước là đi 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Đấy, đá nó sẽ là đá một tấc, đá hàng đá cao su, đá đỏ này các bác cắt thì cực kỳ ok rồi, cắt rất là ngọt luôn mà không lo nó bị văng đá nhau nhá, không lo nó bị bay đá hay là nó bị lật đá chém đá gì cả, đá cắt rất ok vì cái này em bán khá nhiều, các bác dùng phản hồi dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng nhá, lắp vào máy cắt các thứ là các bác cắt đá kia các thứ rất ok luôn, đá là nói chung cắt ok bạn, bán khá nhiều rồi mà giá thì em báo luôn. Bên em sẽ bán lẻ theo viên và có bán theo cả hộp nhá. Đấy, thì đây một hộp như này của nó là 50 viên này, một hộp nguyên như này là 50 viên nhá. Đây một hộp của 50 viên hàng của Kabushi. Đấy, hàng của Kabushi rất xịn sò luôn đó, một hộp là 50 viên nhá. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều mua cả hộp thì giá sẽ tốt, một hộp 50 viên này thì tại bên em đang bán giá sẽ là đi 50 viên, lên mã cho em sẽ cái hộp đá cắt 50 viên này. Hộp đá cắt nhá, hộp đá cắt 50 viên. Đấy, giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là nếu các bác mua cả hộp 50 viên nhá các bác nhá. Còn nếu các bác mua lẻ, mua theo viên thì bên em sẽ bán nó combo là 5 viên một các bác nhá. 5 viên một thì sẽ có giá là đi 30.000. Đấy, tính ra vào là đi 60.000 à 6.000 một viên nhá. Bán lẻ thì sẽ là 6.000 một viên. Đấy thì các bác lấy giúp em combo là 5 viên một lần nhá. Đấy, không bán lẻ nhá, không bán lẻ một viên một đâu, bán một lúc là 5 viên một. Giá sẽ là 30k cho combo 5 viên đá cắt nhá. Còn nếu các bác muốn mua nhiều, mua cả hộp thì sẽ có giá là 220.000 cho một hộp đá cắt 50 viên nhá, dòng đá cắt một tấc. Kích thước là 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Đấy, có thông số đầy đủ hết luôn. Đó, đá cắt một tấc nhá. Một hộp 50 viên 220.000, combo mua lẻ 5 viên 1 thì sẽ có giá là 30.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Cái bộ này thì chuyên dùng cho các bác làm điện nhá. Và em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Tô vít đỏ vàng. Đấy, bộ này sẽ gồm có là 7 cây, 2 4 6 7 cây. Giá của nó sẽ là đi 130.000 một bộ nhá. 130k một cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá các bác nhá. Dùng rất hay luôn. Thì nó sẽ gồm một bộ này sẽ gồm có là một cái túi đựng đi kèm này, và bên trong thì sẽ có là 6 cây vít các bạn, 6 cây vít. 6 cây vít đây, 2 4 6 cây vít có bọc cách điện này, và đi kèm là một cái cây bút thử điện nhé, một cái cây bút thử điện. Thì đây, 6 cây vít này của nó thì sẽ có đầu dẹt, đầu tròn đầy đủ luôn. Đây, đầu này của nó là đầu ba ke, đầu bốn cạnh này. Và có cả cái đầu dẹt luôn nhá. Đây. Đấy, có cả đầu dẹt luôn này. Đấy, nói chung là các bác về sử dụng là có cả đầu dẹt, đầu tròn để các bác xoáy luôn. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, vì toàn bộ nó đều được bọc quách điện hết này. Nên các bác yên tâm. Dùng điện đóm, dùng sửa chữa điện đóm anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình bộ này cho em rất hợp lý luôn. Vừa có tô vít xoáy này, vừa có tô vít làm điện làm đó này. Đây, đều được bọc cái điện, đầu bao keo, bao kiếc đều luôn. Thân vít rất chắc chắn nhá, thiết kế gửi chắc chắn luôn. Và đi kèm là một cái cây bút thử điện và có một cái túi đựng nhà, lúc nào dùng xong là các bác lại bỏ vào cái túi đựng này, lúc mình cần dùng cái là có luôn, mình lấy ra có luôn, rất là dễ kiếm nhá. Đó, túi sách túi đựng nhìn rất là chuyên nghiệp nhá. Đấy, nhìn dư là dân thợ điện chuẩn luôn nhá. Đó, một bộ này là 7 cây, lên mã nhé, sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng nhá, chuyên dùng để làm điện nhá, 130.000 một cái bộ nhá. À, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái đầu cắt tôn máy khoan nhá. Lên mã giúp cho em sẽ cái bộ đầu cắt tôn chuyên dùng để cho các bác nào có máy khoan đấy, máy khoan điện, máy khuyên pin đều được nhá. Thì các bác mua về cái bộ này về các bác lắp vào nhá. Đấy, thì khi mà lắp đặt vào thì nó theo chiều xoay này. Đấy, thì cái con này nó sẽ cắt đứt tôn nhá. Nó cắt tôn rất ngọt luôn, cắt tôn ngọt lắm. Đấy, tí nữa sẽ có cái video cho bác coi. Nó cắt tôn rất là ngọt luôn, cắt tôn những cái dạng tôn lá, tôn múi là cắt hết luôn. Đấy, các bác cắt bình thường là các bác hay cắt bằng kéo đúng không? Nhưng mà các bác chuyển qua cái hệ này các bác cắt bằng máy, mà các bác có cái máy khoan thì các bác lắp vào là các bác xài thôi, cắt rất là ngon luôn. Thì đây. Đi kèm bên trong thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác mà hướng dẫn cách các bác lắp đặt này. Đấy, nó sẽ có là hướng dẫn cách các bác lắp đặt đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, cho cả máy khoan điện, máy khoan pin được luôn nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, không lo, rất là dễ dàng lắp đặt. Con này cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đấy, thì trong này nó có đầy đủ phụ kiện này, nó có cả những cái con cà lê ở nước các thứ này, lục giác này. Thì là những cái thanh các thứ kìa, thanh dây các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, thì một chọn một bộ này là 100.000 thôi nhá, một chọn một bộ này 100.000 thôi. Các bác mua về dùng thử cho em đi. Cái này em đã test thực tế rồi, dùng ok lắm. Đấy, giờ em sẽ có một video
cho bác coi thực tế về cái sản phẩm này, cắt rất là ngọt luôn, 100 ngàn một bộ nhá, đầy đủ phụ kiện là về lắp đặt và là xài, không cần phải mua thêm gì cả nhá, là 100k. Đầu cắt tôn chuyên dùng cho máy khoan nhá các bác nhá, đấy dùng cho máy khoan. Đấy về các bác cứ có cái những cái máy khoan pin hoặc là máy khoan điện về các bác lắp vào là các bác xài thôi, là 100 ngàn một bộ nhá. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây rất là ok luôn. Đây nha, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn cắt tôn ấy, thì các bác mua ngay cái bộ chuyển đổi này nhá. Đây các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn mà giá chỉ hơn 100 nghìn thôi. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này, rất ok luôn. Tôn thẳng cũng thế nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Đó thấy các không, bác cắt rất là ngọt luôn các nhá. Đây bác đang có một cái máy khoan nhá, mà muốn dùng để cắt tôn đấy thì dùng cái bộ chuyển đổi này nhá. Riêng cái bộ này này, các bác lắp vào máy khoan pin hoặc là máy khoan điện đều ok hết. Cắt các loại tôn rất là nhanh các bác ạ. Các bác nhìn đây này, em cắt như là cắt giấy thôi. Tôn thẳng hoặc là tôn gấp thì đều ok nhá. TikTok đang có hỗ trợ phí ship đấy ạ. Bác nào cần thì múc ngay đi nhá. Các bác đang có một cái máy khoan nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái máy khoan điện hoặc máy khoan pin thì mình các bác xài thôi. Nó rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng xài sử dụng luôn nhá. 100k một cái bộ này, 100 ngàn một cái bộ đầu cắt tôn cho chuyên dùng cho máy khoan nhá, 100k một bộ. Đấy. Lưu cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 nhá. Các bác mua hàng cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái miếng thép sửa bản lề nhá, miếng thép sửa chuyên sửa bản lề, những cái bản lề cửa tủ nha các bác ấy. Hiện tại là đặc biệt là những cái tủ ván ép ấy là nó rất hay bị mục mà hay bị sập hay bị bong ra. Đấy thì các bác mua cho cái miếng thép này về. Đấy để các bác vá vào và các bác lắp lại cho cái bản lề vào. Bình thường là các bác cứ phải đi thay cả một cái cánh tủ hoặc là thay rồi là vá viết các thứ rất là mất công mà phải gọi thợ cơ. Thì các bác mua trong cái bộ này về. Đấy thì một cái miếng thì em sẽ bán được combo là một cặp nhá, một cặp là hai miếng nhá, một cặp là hai miếng thì sẽ có giá là 30 ngàn. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng thép sửa bản lề nhá, một cặp hai miếng nha. Đấy bán là bán một lúc là hai miếng luôn nhá, không bán lẻ một miếng nhá. Đấy bán là một lúc là bán hai miếng luôn thì là 30 ngàn một cặp nhá. Đấy, 30 ngàn một cái cặp miếng thép sửa bản lề nhá. Lên mã cho em sẽ cái miếng thép sửa bản lề. Một cặp hai miếng nhà là 30 ngàn nhá, một cặp hai miếng. Đó là 30k. Đấy bán là bán theo cặp một cũng nhá, bán theo cặp một là hai miếng nhá, là 30k. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây. Các bác cùng xem video về sản phẩm nhá. Bản lề cánh tủ nhà bạn sử dụng lâu ngày bị hỏng, nhưng phí sửa chữa thì lại quá cao. Vậy thì mọi người hãy thử ngay cái miếng thép sửa bản lề này đi nhé. Đã nhỏ gọn mà lắp đặt lại vô cùng dễ dàng luôn. Chỉ cần gắn đinh vít bốn góc cố định là đã có thể sửa lại bản lề ở cánh tủ, cánh cửa, các phần bị mòn hay hư hỏng một cách nhanh chóng mà không cần phải thay tủ mới. Chất liệu thép inox không gỉ, bền đẹp theo năm tháng. Đã thế, nó còn giúp che phủ khu vực bị hỏng, tăng tính thẩm mỹ cho cửa hay tủ nhà mình luôn. Mọi người quan tâm sản phẩm thì tham khảo ở dưới đây nhé. Đấy thực tế về sản phẩm nhá. Đấy về ví dụ như là những cái cửa tủ như các bác nó hỏng đây, nó bị bục như này này. Đấy thì các bác mua cho cái miếng này về. Đấy các bác ốp nó vào. Đấy ốp nó vào để làm một cái sườn, một cái móng. Sau đó là các bác ốp tiếp cái bản lề cũ của nó lên. Đấy, lắp đặt rất là dễ dàng thôi các bạn. Lắp đặt rất dễ dàng. Đấy, ốp vào. Đấy sau đó các bác xoáy tiếp những cái bản lề cũ lên là các bác lại xài bình thường. Đấy, đỡ phải vứt những cái cánh tủ hoặc là những cái con bản lề đi hoặc là vứt cả một cái tủ đi. Thay vì đấy thì các bác mua cho cái miếng này về các bác sửa vào. Đấy cái này thì tình trạng này em thấy gặp là khá là nhiều nhà bị chứ không phải một nhà bị đâu ạ. Vì thường thường là những cái tủ bây giờ nó toàn những cái dạng tủ bằng gỗ ép nên nó rất là nhanh bục ra. Đấy, thì các bác mua cho cái miếng này về nhá. Miếng thép sửa bản lề nhá. Bán một cặp là hai miếng nhà là 30k một cặp nhá. Đấy một cặp hai miếng là 30k về dùng. Đấy, cái này đi kèm nó có cả đinh vít luôn này. Đấy có cả đinh vít rất đầy đủ luôn. Là một cặp là 30 ngàn nhá. Các mã hàng đó là cái chai dầu Hàn Quốc Song Ho Min này. Đấy, báo giá bác luôn. Thì em đang gửi bác giá một cái chai dầu Hàn Quốc Song Ho Min này với giá sẽ là 80 ngàn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng. Đấy, có hình ảnh cậu thủ Song Ho Min số 7 Hàn Quốc này. Đấy, và chữ ký luôn nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới hộp đây. Một chai này sẽ là 100 ml. Đấy, rất nóng và rất thơm nhá. Đấy, rất nóng và rất thơm. Đấy, về các bác sử dụng, các bác dùng, các bác bôi. Sau đó là các bác kết hợp với cái con lăn này. Đấy các bác massage. Đấy các bác bôi xong các bác massage cho nó đều nhá. Đấy massage cho đều rất ok luôn. Đây. Đó. Hộp kia của nó ngon lành nhá. Còn đây là vỏ này. Đó, dầu nóng Hàn Quốc Song Ho Min các nhá. Giá hiện tại em đang gửi bác là 80 ngàn một chai này. Đấy một chai này là 100 ml nhá. Dùng cực kỳ ok luôn. Chuyên trị cho các bác nào là đau nhức xương khớp này, đau cơ. Đấy các bác chơi thể thao, đau cơ bắp, đau xương khớp về các bác bôi cho. Đấy, giảm rất là nhanh luôn nhá. Đấy và rất là nhạy luôn. Đấy, thì rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây
đợt này về cái lô này rất ưng ý luôn. Đấy, và hàng này thì hàng xách tay nhá, nên là số lượng có hạn đâu ạ, không có nhiều đâu, thì các bác tranh thủ mà bác nào ưng thì chốt luôn nhá. 80.000 một cái chai dầu nóng Hàn Quốc của Song Ho Min nhá, 80.000 một chai. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ lọc nước sinh hoạt 50.000 một bộ nhá, 50.000 bộ. Cái này nhà bác nào mà nước hay nhiều cặn này, đấy đặc biệt là những cái dạng nước giếng và các thứ rồi. Đấy, nước bây giờ nó rất là nhiều cặn thì bác mua trong cái bộ này về nhá. Về các bác dùng để các bác lọc đấy. Đặc biệt là những cái nước mà nó vào trong máy nóng lạnh rồi mà nó rất nhiều cặn ấy, thì khi mà đun sôi lên nó sẽ bám vào những cái thành vách của cái máy lọc máy cái máy nóng lạnh ấy, nó rất là nhanh hỏng cái bộ càng làm nóng ấy, nên là các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, về bác dùng rất hay, và các bác lọc trực tiếp cái nguồn nước sinh hoạt của mình cũng ok. Đấy, lọc những cặn các thứ rồi giờ cho nó sạch sẽ hơn nhá, thì các bác mua về. Cái này thì gen nó sẽ là gen 21 nhá, đây này, có cả gen khâu đồng rất chắc chắn luôn. Đó, và cái lõi này thì các bác có thể tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, khi mà cặn nó bám nhiều rồi thì mình có thể tháo ra các bác vệ sinh. Cái này thì nó là dạng kiểu dạng lưới inox ấy, không gỉ nhá, nên các bác yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, có thể tháo ra vệ sinh nhá. Và khi mà các bác lắp cái này thì không ảnh hưởng gì đến cái lực nước nhá, không ảnh hưởng gì đến cái lực nước nên dùng rất là ok luôn. Đấy thì đây một cái cục lọc nước sinh bộ cục lọc nước sinh hoạt này chỉ có giá là 50.000 thôi, về các bác mua về sử dụng dùng rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lọc nước nhá, bộ lọc nước sinh hoạt nhá. Đấy, bộ lọc nước sinh hoạt giá đang gửi bác một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt nha, với giá sẽ là 50.000 một bộ nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, lọc rất là hay luôn. Mà bị cạn bạc nhé, em quay gần đây, quay gần đây. Đấy, như chính nhà em đây này, là khi xả nước ra ấy, là sẽ có rất nhiều cạn bẩn như thế này. Giải pháp ấy là các bác lắp cái củ lọc nước này vào. Đấy như nhà em này, em lắp cho chính nhà em luôn nhé. Cái này là nhà em là hay dùng nước mưa ấy, nên là nhiều khi nó có cạn bẩn này, hay là đường ống nước nhà mình ấy nó bị cạn bẩn. Và bây giờ em sẽ đổ cái nước bẩn đi này. Đấy, và xả ra đó xem nhé. Đấy, cái lượng nước của nó vẫn mạnh nhá, không bị giảm cái nguồn nước ra đâu. Rồi, đấy vào đây, đấy đường nước của nó rất là sạch nhé, sạch trong luôn. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản, các bác thì mình mua một cái gen nhựa 21 này về nhé. Đấy, mình lắp vào như anh em này, để mình kết nối nhé. Đấy, xong rồi mình vặn vào thôi, như vậy ok nhé, đấy nó có gen sẵn rồi ạ. Khi cần vệ sinh ấy, thì các bác chỉ việc tháo này ra thôi này. Đấy, đây là lõi lọc, đấy mình sục rửa cho nó sạch nhé, là ok thôi. Các bác nhà mình dùng cái này thì mình sẽ có một nguồn nước trong sạch, đấy đảm bảo cho sức khỏe này, và đảm bảo cho các thiết bị điện nước trong gia đình này ạ. Củ lọc này thì em mình vừa bán này và vừa đấy, thực tế rất ok không nhá. Luôn, thực sự là hiệu quả đấy. Chưa đến 100.000 đâu. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, 50.000 một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt này, 50.000 bộ về dùng rất hay. Đó, về các bác lọc những phần cặn bẩn nước, bẩn cái thứ các bác lọc nhá, rất là sạch luôn, 50.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp 10 điếu ngải cứu này. Đấy, báo giá bác luôn một cái hộp 10 điếu ngải cứu này sẽ có giá là 30.000. Đấy, tại sao gọi là điếu? Vì nó dài như kiểu là điếu thuốc thì bên em sẽ gọi là điếu. Và về thì các bác dùng để đốt nhá. Đấy, các bác dùng để đốt để xông phòng, xông nhà này. Chất liệu toàn bộ thành phần chính là từ ngải cứu, nên là về các bác sử dụng rất là lành tính luôn. Đấy, vừa xông phòng, xông nhà, xông cho chính bản thân các bác nhá. Khi mà các bác ngửi cái mùi ngải cứu này cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng người ngậm luôn, rất là ok. Và đi kèm thì đây. Đi kèm nó sẽ có một cái núm này nữa các bác nhá. Có một cái núm này này. Đấy, có một cái núm này. Về các bác cắm vào. Đấy, cắm trực tiếp vào đây. Đó, sau đó là cái núm gỗ này. Đấy, sau đó các bác dựng lên nhà. Đó, và bắt đầu các bác đốt thôi, các bác không cần phải bóc ra đâu nhá. Cái này là bên trong là nó có sẵn ngải cứu cái thứ rồi, thành phần thảo mộc rồi. Đấy, các bác cắm nha, sau đó các bác đốt và cứ thế là nó tự động nó cháy thôi. Đấy, mình dùng để xông phòng xông nhà. Rồi là ví dụ như cái tình trạng mà muỗi nó nhiều ấy, muỗi nó nhiều mà muỗi nó cực kỳ là nó sợ cái mùi ngải cứu luôn, các bác mua cho em cái này về các bác đốt này. Đấy, đốt là đuổi được muỗi luôn các nhá, đuổi muỗi này, rồi là xông phòng xông nhà. Đấy, thơm phòng thơm nhà được, khi mà các bác ngửi cái mùi này cũng rất là thơm luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ mở ra kiểm tra nhá. Các bác chưa đốt đâu các bác, mở ra kiểm tra thôi các bác đã ngửi thấy cái mùi ngải cứu nó rất là thơm luôn. Mùi ngải cứu rất thơm luôn. Thì một cái hộp như này là 10 cái điếu ngải cứu này các nhá, 10 cái điếu ngải cứu dài, chắc nó dài khoảng tầm 20, dài 20 ạ. Đấy, dài 20 các nhá, dài 20. Rất là dài luôn, đốt được rất là lâu đấy. Đấy thì một hộp này là 10 điếu nha. Giá nó chỉ có 30.000 thôi, thành phần chính là từ ngải cứu. Dùng rất là lành tính luôn nhá. Đau người, đau ngậm này, rồi là phòng ốc có thứ giờ nó ẩm thấp này, nó không được thông thoáng ấy. Đấy, rồi là nó khó chịu này. Thứ hai là tình trạng muỗi miếc thứ nhiều. Đấy, nói chung là vừa tốt cho sức khỏe, vừa đuổi được muỗi nhá. Đấy, rồi là xông phòng xông nhà rất là thơm luôn. Một cái hộp 10 điếu ngải cứu này với mức giá là 30.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. Hộp 10 điếu ngải cứu dùng để đốt, để xông phòng, để thơm phòng nhá. Với mức giá sẽ là
30k nhá, 30k một cái hộp mà 10 điếu ngải cứu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Kinh ngải cứu đời muối thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ kinh ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đời muối, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác đốt xông phòng xông nhà, đấy, đuổi muỗi rồi là thơm phòng thơm nhà, tốt sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. 10 điếu ngải cứu với mức giá sẽ là 30k. Đấy, 30k một hộp 10 điếu nhá. Đấy, bán cả hộp luôn nhá các bác nhá, không bán lẻ, bán cả hộp luôn. Bởi vì giá rất là hạt rẻ rồi. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ phễu inox nhá. Em báo giá luôn một cái phễu inox này với mức giá sẽ là 50k một cái phễu này các bác nhá. 50k một cái phễu này. Về dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy thì một cái phễu thì bình thường nó sẽ là một cái phễu nha. Đấy, chất liệu là inox 304 nhá, 304. Về các bác dùng để đong. Đấy, các bác để đong những cái từ những cái can nhỏ các bác chiết vào những cái chai nhỏ thì các bác dùng cho em cái phễu này. Đấy, những cái đầu nhỏ các bác cắm vào những cái chai nhỏ để các bác đong. Đấy, đong nước mắm, đong dầu rồi là có thể đong những cái chai dung dịch các thứ bằng nước, ok luôn. Đấy, và chất liệu bằng inox nên là dùng nó rất là bền. Đấy, và yên tâm là lo yên tâm, các bác yên tâm là an toàn với sức khỏe nhá. Tại vì nó là bằng inox mà nên rất là an toàn. Đấy, và ngoài ra thì đi kèm thì sẽ có là một cái phần miếng lọc này nhá. Đấy, thì về cái miếng lọc thì bên em sẽ gửi kèm về góc bóp này. Đấy, các bác cho vào đây. Đấy, cho đây chưa? Đấy, cho đây và các bác ấn nó xuống này. Đấy, để ví dụ như những cái dạng nước mà nó nhiều cặn các thứ rồi là với những cái đồ mà nó nhiều cặn các bác muốn lọc qua cái lọc này thì các bác và cho vào cái can và cái chai nhỏ ấy, thì các bác lắp cho em cái lọc này vào để các bác lọc những cái cặn. Đấy, những cái cặn to các thứ giờ đi. Đấy, để chiết ra một cái chiết xuất là nó chỉ có nguyên chiết xuất không, nó không bị cặn các thứ rồi. Thì các bác lắp cho em con lọc vào. Còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể rút ra thôi nhá, rút ra. Đấy thì rất là tiện dụng luôn. Một cái phễu này là 50.000. Đấy, bằng inox thì các bác dùng yên tâm rất là bền rồi. Đấy, không lo nó bị hỏng hóc gì, xét tay là vấn đề đâu nhá. Bằng inox thì rất là bền, các bác dùng chắc là 3 năm mới hỏng luôn. Rất là ok luôn. Giá bên em gửi bác là 50k một cái nhá. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đang gửi bác là 50k. Nó có cả cái màng lọc luôn nhá. Đấy, cái màng lọc này các bác có thể cơ động, các bác tháo ra tháo vào được thoải mái nhá, nên rất là cơ động luôn. 50k một cái phễu inox nhá. Đấy, 50k. Khá là to nhá. Đấy, khá là to. Các bác về đong những cái dạng dung dịch các thứ rất ok. Đấy, 50k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng rất là tiện luôn. Đấy, đây. Các bác cùng xem này. Đó. Ví dụ các bác có những cái dạng đồ thừa mà nó nhiều cặn thì các bác muốn lọc. Đấy thì các bác cho qua cái lọc này cũng ok này. Đấy, ngoài ra thì mình có thể là đong được nhiều thứ khác nhau nhá. Đấy, ví dụ đong nước mắm này, đong xì dầu. Đấy, đong cả hạt được luôn này. Đấy, đong hạt luôn. Đấy, nó có cả phần móc treo. Thì dùng xong mình có thể đeo lên không nhá. Đeo lên. Đó, rất ok luôn. 50k một cái nhá. 50k một cái phễu lọc. Cái phễu lọc inox nhá. Cái phễu inox các bác cứ lên mã nhá, sẽ là phễu inox nhá, cho nó ngắn gọn. Phễu inox 50k một cái. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng cũng rất nhiều bác mong chờ và cũng rất nhiều bác hỏi này. Đó là cái mã nồi lẩu mini nhé, và em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 120.000 một chiếc nhá. Rất tiện dụng luôn. Cái này thì không những là các bác có thể dùng ăn lẩu thì mình có thể là sử dụng đa năng luôn. Có thể là rán này, xào, nấu này, rồi là ngoài ra có thể là sử dụng làm món hấp được luôn. Thông số công suất thì sản phẩm này sẽ có dung tích là 1,8 lít nhá. Công suất sẽ là 600W và sử dụng giúp em là điện 220. Rất tiện dụng luôn nhá. Đây. Hàng của sản phẩm này sẽ mới keng nguyên hộp. Nói chung là cái này thì em quay và giới thiệu nhiều lần rồi thì chắc là nhiều bác xem cũng đã biết về cái mã hàng này rồi. Quan trọng là nhiều bác cũng bữa trước là cũng chưa mua được. Hôm nay bác nào chưa mua được thì tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, sản phẩm thì đây sẽ gồm có là một nồi chính này. Đấy, có phần tay cầm nhá, rất chắc chắn luôn. Đây là cái phần công tắc bật tắt này. Đấy, các bác bật về giữa thì nó sẽ là tắt nhá. Còn các bác bật bên tay trái em đang bật này thì sẽ là nấc thứ hai. Bật bên tay phải thì là cấp độ số 1. Đấy, nó sẽ có cả cấp độ luôn, cấp độ nóng không nhá, rất tiện dụng luôn. Và các bác bật về giữa đấy thì nó sẽ là tắt đi nhá, rất là hay. Đấy, và đây là phần dây nguồn. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em. Đây, cái giắc nguồn nó bên hông này. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài thôi. Ngoài ra thì đi kèm của nó sẽ có là một cái khay hấp luôn. Đấy, cả một khay hấp bằng inox luôn này. Và có cả phần nắp vung nhá. Đấy, hình con gấu rất xinh này. Đó, nắp vung. Nắp vung là bằng thủy tinh luôn nhá. Để tiện cho bác nấu nướng các bác sử dụng nhá, rất tiện dụng. Cái này thì phù hợp ví dụ như là ăn lẩu nhanh khoảng tầm 2 đến 3 người là ăn thoải mái, hoặc là ví dụ như là cho các bác đi làm công trình công trường, các bác ở ít người, đấy 1 2 người, hoặc là
các bác ở một mình. Đấy, bác nào nhà ít người dùng bộ lạnh ok, hoặc là cho các em học sinh sinh viên đấy, ở phòng trọ không cần quá nhiều thứ linh kỉnh mà có thể là nấu được nhiều thứ nhiều món, thì các bác dùng cho em. Nói chung là con này là đa năng luôn rồi. Nấu nướng này, xào rán này. Rán thì tại sao nó rán được, vì trong nó có một lớp chống dính này, nên là các bác rán thoải mái không lo nó bị dính nhá. Đấy, có một lớp chống dính luôn. Rồi là ăn lẩu này, nấu canh này, rồi là hầm hiếc các thứ thoải mái luôn. Ngoài ra thì có cả mới khai hấp nhá. Đấy, như các bác có những cái món như là món bánh bao thứ này, đấy, cho vào đây mình hấp này, có cả vùng nắp đậy luôn. Đấy, nếu mà không hấp thì mình có thể bỏ ra, đấy, đậy cái vùng vào đây luôn, rất vừa luôn nhá, thiết kế cực kỳ thông minh luôn. Đấy, nói chung là rất nhiều chức năng trong một chiếc nồi. Lên mã cho em sẽ cái nồi lẩu mini nhá, giá của nó sẽ là 120k, dung tích của nó là 1.8 lít nhá, sử dụng điện 220 và công suất của nó sẽ là đi 600W nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ hay luôn. Đây các bác nhìn này, đấy. Đấy, bật công tắc lên này, đấy, các bác nhìn này, có thể rán trứng luôn nhá, rán trứng cực kỳ ngon luôn, không lo cháy dính nhá. Rồi là làm những cái món ví dụ như là hấp này, hấp cực kỳ ngon luôn, con này hấp ngon lắm. Mà cái độ sôi, có nhìn cái độ sôi nó này, nó sôi rất kinh khủng luôn, sôi mạnh, sôi khỏe lắm ạ, sôi mạnh, sôi khỏe cực kỳ luôn. Đây để mà cho các bác xem lại một lần nữa này, đây đó, đấy, rán trứng này đó, rồi là ăn lẩu này, quá ok luôn nhá. Hấp này, đấy, hấp bánh bao nhá, cực kỳ xịn sò, ngon lành luôn đó, rất ngon lành nhá. Có nắp đậy hay hấp dây nguồn 220V. Đây là công tắc chỉnh nhiệt, có hai chế độ mạnh yếu, lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa, nhìn hao hao giống cái cao uống nước. Nồi này thì có dung tích 2 lít và công suất là 600W. Món đầu tiên Kiên sẽ thử là trứng chiên, tiếp theo đổ nước vào biến nó thành một cái nồi canh. Vậy là ta đấy, có món mì tôm trứng chiên, mì tôm trứng các thứ là luôn, nói chung là nấu cực kỳ đa năng. Khai hấp lên. Bây giờ nó hấp bánh bao luôn nhá. Quá tiện luôn. Đấy, rất là hay nhá. Đó. Rồi. Lên mã cho em sẽ cái sản phẩm là cái nồi lẩu mini, về các bác sử dụng đa năng, nấu các món luôn nhá, rán, xào, nấu, ăn lẩu, rồi là hấp được luôn. Giá full combo một cái bộ nha, giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000, giá rất hạt rẻ mà dùng cực kỳ ok. Cái này anh em đã nấu test thử rồi, nó sôi nhanh cực kỳ, sôi nhanh lắm, sôi nhanh cực kỳ các bạn, đấy, sôi nhanh dã man luôn. Đấy, 120k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã báo giá bác luôn, đó là cái máy hút bụi ga giường, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, đó thì em báo giá luôn 280.000 một chiếc máy hút bụi ga giường nha các bác nhá, 280.000. Sản phẩm này thì đây, xem cái phần thông tin này. Thông tin của sản phẩm này thì cái nguồn sử dụng của nó sẽ là nguồn điện 5V 2A nhá. Đấy, nó có sạc tích điện ạ. Và cái công suất của nó sẽ là 68W nhá. Khá là trâu bò luôn. Dung tích đựng chứa của nó sẽ là 185ml này. Đấy, cân nặng gần 1 cân, khá là nặng luôn đấy. Khá là đầm tay, chắc tay nhá. Đây, em sẽ đập hộp mục sở thị cho bác xem về một cái mã này. Giá sẽ là 280.000 một cái máy này nhá, 280.000 chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá, hút nệm, hút ga giường. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp luôn. Mới nguyên hộp nhá, chắc chắn chất lượng lắm, thiết kế cực kỳ là chất lượng. Đây, bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy này, sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là đi kèm cho các bác là một cái cọng dây cáp sạc nha. Đấy, một cái cọng dây cáp sạc rất tiện dụng. Đấy, và đây là cái phần nút công tắc này. Cái phần buồng để chứa rác nhá, buồng để chứa rác. Và bên dưới này thì sẽ là cái phần hút này. Đấy, có mã code, mã QR đầy đủ luôn. Nói chung hàng chuẩn chính hãng nhá, cực kỳ xịn, mới keo nguyên hộp luôn. Cái này thì về thì các bác cứ ấn trực tiếp vào trong phần ga nệm giường này, rồi là ghế sofa, các bác sử dụng các bác hút nhá. Con này hút khỏe lắm, hút khỏe lắm, lực hút của nó rất khỏe luôn. Ngoài ra thì nó có cả cái chế độ đèn TUV để khi mà các bác sử dụng ấy là các bác là khử khuẩn luôn. Đấy, ngoài chức năng hút bụi nó có cả chức năng khử khuẩn luôn, rất ok. Đây, đấy, rất ok. Và khi mà hút thì cái phần rác nó sẽ chứa tất vào trong này. Đấy, thì các bác có thể mở ra, đấy, mở ra các bác lấy ra, lấy ra sau đó các bác lấy cho em cái lọc ra. Đấy, các bác đổ rác đi, thế là xong. Đấy, sau khi mà đổ rác xong các bác lắp cho em vào, nhớ cho em là các bác lắp cái lọc này vào nhá, lắp cái lọc này vào. Đấy, sau đó các bác lại khớp nó vào. Đấy, khớp nó vào là các bác sử dụng thôi. Đấy, rất ok, con này sử dụng cực kỳ đơn giản luôn ạ, sử dụng cực kỳ đơn giản luôn. Đó, sử dụng rất đơn giản nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn là hút vào thôi. Đây em sẽ test các bác coi về cái sản phẩm máy này. Đây, ở đây em đang có một ít cái rác nha, em sẽ đi một đường để xem hút không nhá coi nhá. Đây. Đó. Các bác thấy lực hút của nó kinh khủng không? Đấy, các bác thấy lực hút kinh khủng không? Ấn một phát cái là nó sẽ hút hết vào trong này luôn, hút sạch vào trong này luôn nhá. Thì nó sẽ cuộn chứa hết những cái rác vào trong buồng này. Thì khi các bác lấy thì các bác mở, các bác lấy ra. Đấy, các bác thao tác các mở này, lấy ra này. Đấy, sau đó các bác rút cái này ra. Đấy, và các bác lại đổ rác ra. Đấy, có thế thôi là các bác xài nhá.
Đấy, đổ rác ra và các bác lắp thêm cái lọc này vào. Đấy, lắp cái lọc này vào, sau đó là các bác lắp nó vào. Đấy, lắp nó vào đây. Thế là xong. Con này sẽ có là hai cấp độ nữa. Cấp độ 1 này. Đấy, cấp độ bình thường này. Cấp độ mạnh này. 2 này. Đấy thì sẽ hai cấp độ nhá. Đấy, máy thì bấm nút đây. Ngoài ra thì đây là cái phần chân sạc nhá, một phần chân sạc này các bác này. Đấy, chân sạc đây. Cái chân sạc của nó sẽ là cái chân sạc Type C và đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Cái này thì về các bác cắm chung với cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác sạc cho con máy là ok rồi. Đây các bác cắm vô đây. Đấy và các bác cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc được cho cái máy này rồi, có thế thôi. Đấy và khi nào hết pin thì các bác mang và các bác sạc đầy pin thì các bác mang ra các bác hút, có thế thôi nhá. Rất tiện dụng và dễ sử dụng luôn. Cái này thì cái nguồn của nó sẽ cái nguồn 5V. Đấy, còn nếu mà nhà các bác nào mà chưa có cục sạc thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại bên em đang bán cái cục sạc 5V 22 như này thì sẽ có giá là 30.000. Đấy, cục này của Samsung này thì nó cũng có cái chân USB. Đấy, thì các bác có thể cắm trực tiếp vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác sạc cho cái máy này rồi. Đấy, thì các bác có thể cắm như này để các bác cắm sạc. Còn nếu mà nhà các bác có cái cục sạc này rồi thì mình có thể tận dụng cái cục sạc điện thoại hay là các bác có thể cắm. Còn nếu mà chưa có thì mình có thể mua thêm. Thì cái cục sạc của Samsung 2A này, đấy, nó cấp nguồn được cho cái sạc cho cái máy này. Thì hiện tại em đang bán một cái cục sạc của Samsung 2A này là 30.000 một cục nhá, có nhá, 30k. Lên mã thì em sẽ cái cục sạc Samsung 2A nhá. Giá hiện tại em đang bán một cục sạc này là 30k một cục nhá, 30k. Đấy, còn máy thì anh em đang gửi bác giá rất là hữu nghị và rất là hay. 280.000 một cái nhá, 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường nhá và bao ship cho bác tận nhà luôn. Hàng của nó là mới nguyên hộp như này các bác nhá. Đấy, mới keng nguyên hộp như này luôn. Hàng của hãng luôn các bác nhá. Đấy, hàng của hãng rất xịn sò, ok luôn. Giá thì chỉ có 280 thôi. Giá rất bình dân mà các bác mua về mình hút bụi ga giường. Đấy, ga giường là một trong những chỗ mà bụi bặm một thứ rất là ấy nhá. Đấy thì các bác mua về hút, đặc biệt là nhà hay có trẻ con các thứ giờ mua về hút. Đấy, hút cho nó sạch sẽ đi. Đấy, đỡ bụi bặm các thứ này, rồi là những cái phần bụi vải các thứ giờ rất là nhiều. Đấy, và ngoài ra con này nó có cả cái chế độ đèn tiêu UV. Đấy, tia cực tím để nó khử khuẩn nhá, vừa hút bụi vừa khử khuẩn luôn. Máy thiết kế cực kỳ chắc chắn. Đấy, màu rất đẹp luôn nhá, chắc chắn rất đẹp, cầm nặng trịch luôn. Đó, 280k nhá. Đấy, đây là phần công tắc chân sạc, cắm vào là xài thôi. 280k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, con này nó hút cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, đây không, hút rất sạch sẽ luôn này. Đấy, hút nệm, hút giường, hút ga gối đệm này. Đấy, ghế sofa các thứ rất tiện dụng luôn mà cái lực hút nó rất khỏe nhá. Đấy, lực hút khỏe lắm. Đấy, các bác nhìn thấy hút ra đúng cận đúng bông luôn nhá. Kinh khủng khiếp luôn. Đấy, hút rất sạch sẽ và cái lực hút rất khỏe nhá. Đó, có cả phần tiêu UV đèn cực tím. Đấy, diệt khuẩn luôn. Ok luôn nhá. Đó, thấy không? Dã man luôn. Đấy, phần lọc này các bác có thể rửa vệ sinh thoải mái luôn. 280k một sản phẩm máy hút bụi ga giường nhá. 280k lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi ga giường nhá. 280k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái xưởng hấp nhá. Và em báo giá luôn, hiện tại em đang bán cái xưởng hấp này với giá sẽ là 80k. Đấy, thì sản phẩm này sẽ có size là 28cm, size tức là cái đường kính nhá. Đấy, cái đường kính của nó sẽ là 28cm. Cái này thì về chuyên dùng để các bác dùng để hấp nhá. Đấy, chuyên dùng để các bác làm những cái món hấp. Ví dụ như là những cái món tôm hấp này rồi là các thứ cả, nấu những cái món dùng để hấp. Đấy, rất tiện dụng luôn. Hàng này của nó thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị nên là nó có giá nó rẻ như thế ạ. Đấy, chứ bình thường các bác mua những cái khay này khoảng tầm 150 bộ luôn đấy, chứ không bao giờ có giá 80.000 đâu. Giá này là như là giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy thì bộ sản phẩm sẽ gồm có cho bác là một cái song này, một cái song. Đấy, một cái song dưới song chính để về các bác đổ nước vào đây này. Đấy, sau khi đổ nước rồi thì các bác để cho nó khay hấp này lên. Đấy, để khay hấp nó lên nhá. Đấy thì các bác có những cái đồ hấp các thứ rồi. Tôm hấp này, cua hấp, ghẹ hấp này, mực hấp này. Đấy các bác để lên đây. Sau đó là các bác lắp xem cái vung vào. Đấy, vung thì bên em sẽ gửi kèm cả những con ốc vít các thứ về các bác lắp vào. Đấy, vung của nó sẽ là vung kính cường lực luôn nhá, trong suốt để tiện việc là theo dõi đồ ăn. Đấy các bác lắp vung vào. Sau đó các bác để lên bếp các bác đun thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, còn nếu mà các bác không muốn hấp thì các bác bỏ ra thì đây nó sẽ thành một cái nồi để các bác nấu vào đây được luôn. Đấy, nấu rồi là sử dụng nấu nướng các thứ thôi. Ok luôn. Cái này thì có thể đun được bếp từ nhá. Đấy, có thể đun được bếp từ. Nên là có yên tâm nhá. Đấy, bếp từ, bếp ga, tất cả các loại bếp nhá, nên các bác đun hết luôn. Đấy, mặt này mặt từ mã này. Và em hàng em nói luôn là hàng này của nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị nên đôi khi nó sẽ có một chút hơi móc móc cấn một chút nha. Đấy thì các bác thông cảm giúp em nhá. Vì hàng này giá thứ nhất là giá nó tốt mà thứ hai là hàng thanh lý các bạn. Nên là
những cái tình trạng mà hơi xước móp một chút thì các bác thông cảm cho em nhé. Đấy, thì em cũng nói luôn trong cái vấn đề về hàng giá nọ kia. Đấy, còn nói chung là về cái mức giá thì em cái giá này nó quá là hợp lý thôi ạ. Cho một cái bộ xưởng hấp này. Đấy thì sẽ bao gồm là một cái xưởng hấp như này luôn và cả một cái nồi. Đấy thì các bác có thể nấu đa năng vào đây được này. Còn nếu mà không thì các bác bỏ xưởng lên để các bác hấp đồ vào đây ok luôn. Đấy, nó rất là ok nhá, chắc chắn. Mà lại thiết kế cả mặt kính nó rất ok. Đường kính là 28cm, các bác khá là to nên các bác có thể hấp được khá là nhiều đồ luôn đấy nhá. Hấp được khá là nhiều đồ luôn. Đấy, với mức giá 80.000 nha thì không có gì phải chê về mức giá rồi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái xưởng hấp nhá. Đấy, cái xưởng hấp. Đấy, có mặt kính thứ đầy đủ luôn. Đây, rất chắc chắn phần quai B ok luôn. 80k nhá, 80k một cái xưởng hấp nha. 80k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em nồi chiên không dầu của Camel này. Đấy, em không nồi chiên không dầu của Camel. Em này thì sẽ có dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1.500W và lên mã thì em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel. Đấy, với mức giá sẽ là 520.000 một cái nồi chiên không dầu Camel nha. 520.000. Cái con này về các bác nấu nướng rất là được nhiều món luôn. Cái này thì nhà em cũng đang dùng thực tế một cái con này rồi. Dùng rất thích luôn mà nhà em dùng trong khoảng tầm là đi 2 năm nay rồi, rất là bền nhá, siêu bền luôn ạ. Bền dã man đây. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, giá sẽ là 520.000 một cái nhá. Đây sẽ có là những cái sách, sách này là sách công thức đồ ăn này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng là đầy đủ luôn vì nó là hàng mới như nộp mà. Đấy. Đây là siêu phẩm chính của chúng ta nhá. Sản phẩm nồi nhá, sản phẩm nồi. Đây, thiết kế cực kỳ, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đây để em mang lên quay cho bác xem. Đó, thiết kế rất đẹp và chắc chắn nhá, thiết kế cực kỳ đẹp và chắc chắn luôn. Đấy. Sản phẩm thì mới nguyên hộp nha. Đấy, sử dụng nguồn là nguồn 220 nhá. Công suất của nó sẽ là đi công suất của sản phẩm này sẽ là 1.500W nhá và sử dụng điện là điện 220. Cái này thì các bác trên này sẽ có hai núm nhá, là một núm là núm đồng hồ nhá. Đấy, thời gian các bạn, thời gian thì các bác tùy chỉnh món ăn của bác nhá. Trong vòng thời gian là bao nhiêu. Và cái núm này là cái núm điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, cái nhiệt độ của nó là tối thiểu là 0 độ C. Đấy, và tối đa của nó lên đến là 200 độ C nhá. Đấy, để các bác nấu những món ví dụ như là đùi gà này, đấy rồi là thịt này, cá nướng này, tôm này, đấy, rồi là các thứ các kiểu luôn, rất nhiều món nhá, hàng của Camel này, đấy, hàng hãng của Camel luôn, rất xịn sò. Đấy thì cái này rất dễ dùng. Thì bắt đầu các bác rút cái này ra, đấy, rút cái này ra cho em nhá. Rút cái này ra này, đấy, rút cái này ra. Sau đó là các bác sử dụng này, các bác lấy trong cái tấm này ra. Thì đi kèm nó sẽ có một cái tấm như này nữa. Đấy, một cái tấm để nó chống dính nhá, cũng như là cái nhiệt khi mà xuống nó sẽ đều hơn. Đấy thì các bác lấy này ra, các bác để xuống. Sau đó là các bác cho thức ăn vào đây. Đấy, cho thức ăn đây. Đấy, và khi mà nướng thì cái phần mỡ nó sẽ ráo xuống, nó sẽ tách cái phần mỡ ở dưới này. Đấy, các bác nấu nó đỡ dầu đỡ mỡ nhá. Đấy, thậm chí là ví dụ như những cái món đậu rán, đậu chiên rồi các bác cho đây cũng rất là ngon luôn. Các bác đỡ phải cho bếp các bác rán riếc nó vừa dầu mỡ mà các thứ nó không ngon. Cái con này khi mà cho đây cái nhiệt nó chín rất là đều nhá. Đấy, thì trong này nó có một cái phần mai so này, các bác nhìn cái phần mai so chưa. Đấy, mai so và cái phần cánh quạt nó quay này. Đấy thì cái phần nhiệt nó tỏa xuống nó rất là đều luôn. Đấy, cái phần nhiệt tỏa rất là đều nên khi các bác nấu những cái món ăn nướng này rồi là chiên rán, thứ nhất là đỡ mỡ này và thứ hai là nó rất là ngon, nó giữ được cái hương vị rất là ngon luôn nhá. Đấy, phần tay cầm khá chắc chắn luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn nhá. Dung tích 12 lít thì các bác sử dụng rất là to luôn. Đấy, nhà đông người cũng có thể sử dụng thoải mái nhá luôn nhá. Đấy, và cái này thì sử dụng rất là dễ, các bác chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho em. Khi mà ví dụ như các bác chỉnh về 15 phút này và chỉnh về 200 độ C thì khi mà hết 15 phút là tự động là nó sẽ ngắt này. Đấy, đấy thấy không, nghe tiếng không, cái tinh cái là tự động là khi mà hết thời gian thì nó sẽ tự động kêu tinh cái là biết là bắt đầu là món ăn của bác đã được rồi, đã chín rồi nhá. Thì kêu tinh cái nó sẽ báo hiện giờ bác luôn, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đấy, dây nguồn đây, cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là xài, công suất là 1.500W nhá, rất khỏe trâu bò luôn, sử dụng nấu các món. Ngoài ra view như là cái con này nó cũng như là một chiếc lò vi sóng luôn, view như những cái món ăn nhà các bác mà nó bị nguội hoặc là các bác muốn hâm nóng lại, các bác cứ cho trực tiếp đây cho em luôn. Đấy, view như nhà em là người ăn cơm trước người ăn cơm sau, view như là cơm nguội hết rồi, đấy cơm canh nguội rồi, các bác cho trực tiếp đây luôn, như một chiếc vào lò vi sóng luôn, cho đây. Đấy, bật thời gian lên, ví dụ các bác hâm nóng tầm 5 phút cho em thôi. Đấy, bật cho em lên 200 độ C cái,
cứ vứt để đấy các bác nhá. Đấy, trong vòng 5 phút cái là lại có đồ nóng ăn luôn. Đấy, coi như là một chiếc lò vi sóng luôn. Đấy, rồi là một chiếc nồi để các bác chiên không dầu nhá, tách dầu ra. Đấy, đỡ bị dầu mỡ bám vào thực phẩm nhá, ăn đỡ tình trạng là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ rồi các thứ này. Nhiều dầu mỡ ăn thứ nhất là ngấy và thứ hai là ảnh hưởng sức khỏe này. Đấy, nói chung là rất là hay luôn. Một con mã hàng nha. Với mức giá là 520.000 các bác nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là đi nồi chiên không dầu của Camel nhá, dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1500W nhá. Giá của sản phẩm này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 520k các nhá, 520k cho một cái nồi chiên không dầu này. Về bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, nấu rất nhiều món nhá. Đấy, gà nướng này, cá nướng này. Rồi là hâm nóng lại đồ ăn rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, 520.000 nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel. Rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã giúp em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên dùng, chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu xem cái này vào. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ như cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường, các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái xem, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha. Đó, rất là hay. 15k một chiếc phích cắm gập nha, 15k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái móc áo cô đơn. Đấy thì hiện tại bên em đang bán, em báo giá luôn. Bên em sẽ bán được combo 10 chiếc một thôi nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30k cho mỗi combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Đấy thì nó sẽ là một chiếc móc áo nhưng mà là dạng chiếc móc áo đơn nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Các bác về móc vào đồ thứ ra nhà mình. Đấy, chất liệu thì inox 100%. Ở cái phần này thì sẽ có bọc nhựa này. Nên là các bác kẹp nhá, không lo nó bị nhăn quần áo gì đâu. Vì cái phần này sẽ bọc đầu nhựa silicone nên rất yên tâm. Đấy, phần kẹp thì cực kỳ chắc, kẹp chắc lắm. Đấy, con này kẹp cái phần lò xo nó rất là căng, kẹp cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, và đây cái phần móc. Và con này các bác có thể móc chồng lên nhau luôn nhá. Đây, các bác có thể móc này, các bác móc chồng nhau này. Đấy, đây. Các bác có thể quay xuống này. Đó, móc chồng với nhau được nhá, rất tiện dụng luôn. Đây, móc chồng nhau như này. Cái nọ móc như kia rất là hay nhá. Đấy thì bên em sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái móc áo cô đơn. 10 chiếc móc áo cô đơn này sẽ có giá là 30k nhá. 30k cho một cái combo 10 chiếc móc áo cô đơn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là móc áo cô đơn. Bán theo combo là 10 chiếc một nhá. Với giá sẽ là 30.000 cho một cái combo 10 chiếc này, rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Các bác móc
lên tủ lên chiếc các thứ rất là gọn gàng, ok luôn đây. Tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này. Chỉ cần gắt đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, chỉ với một thao tác rất đơn giản thôi. Quần áo sẽ không còn chất đống nữa, cái gì cũng có thể treo. Những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, thực tế nhá, sản phẩm nhá, nó kẹp được rất là nhiều những cái dạng quần áo khác nhau nhá, từ quần jean, quần dài, quần áo ngắn các thứ này, quần áo tất cả các loại phụ kiện này, mũ này, rồi là các bác có thể móc thêm những cái đồ đạc các thứ nhà mình được luôn. Đấy, nói chung là một chiếc móc đa năng, móc được rất nhiều thứ, nhiều đồ nhá. Đấy, có thể là sử dụng rất tiện dụng luôn nhá. Ở đây các bác nhìn này, đấy, móc vào, khi móc vào nhìn lên rất là gọn gàng nhá. Đấy, bình thường là các bác xếp ở tủ ấy nó rất là hay lôi thôi, rồi là đến lúc mà mình tìm đồ lấy đồ nó rất là khó khăn. Như đây, khi mà các bác móc lên thì nhìn nó rất là đấy, nhìn nó rất là ngăn nắp nhá, và các bác dễ lấy đồ lựa đồ. Đó, thì bên em sẽ bán một combo là 10 chiếc móc áo Color nha, với giá sẽ là 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn các bác nhá, giá siêu hạt rẻ luôn đấy. 10 chiếc nha, 10 chiếc là khá là nhiều, về các bác móc là thoải mái luôn. Nói chung là tùy theo cái lượng đồ nhà mình các bác mua, nói chung 10 chiếc về là các bác móc xem thoải mái luôn. Đấy, 10 chiếc này về các bác móc này thì sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá, 10 chiếc móc áo cô đơn với giá sẽ là 30k các nhá, một cái combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp màu 150 chi tiết này, em báo giá luôn, hiện tại em đang sẽ có giá là 70.000 nhá, 70k một cái hộp màu 150 chi tiết nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chỉ có 70.000 thôi mà 150 chi tiết luôn. Về để cho các em bé là mình, các cháu là mình học tập này, tô vẽ này. Một trong một cái hộp này sẽ có là 150 chi tiết các dụng cụ các loại nhá. Đấy, từ bút, thước, kẻ này, kéo này, ghim kẹp này, đầy đủ luôn đây. Em sẽ quay chi tiết thực tế bác coi. Bộ này thì về cho các cháu là mình thì quá thích luôn rồi. Đấy, các bác mua về làm quà này, mua về cho cháu là mình sử dụng học tập này, sáng tạo này. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi. Đấy, tập trung vào việc học hành nhá. Thì bên này thì đây nó sẽ có là màu nước các thứ này. Đấy, rồi bên này thì sẽ có là màu sáp này, màu sáp nhá, màu sáp này, màu sáp, rồi là bút chì màu này, trên này sẽ có kiểu dạng màu vẽ tranh. Đấy, rồi là bút biếc, có cả ghim kẹp này, gọt bút chì này, kéo cắt giấy này, bông này, rồi bên này thì sẽ có là keo tẩy này, đầy đủ luôn. Đấy, một cái bộ hộp màu 150, một cái bộ hộp màu 150 chi tiết nhá. Đấy, 150 chi tiết rất là nhiều luôn. Đấy, cái này chắc là cháu nhà mình dùng chắc khoảng tầm vài ba năm chắc mới hết bộ này luôn, vì nó quá là nhiều chi tiết nhá, 150 chi tiết cơ mà đựng trong một chiếc hộp rất là xinh luôn. Đấy, khi mà ví dụ các cháu nhà mình có muốn mang đi rất là tiện. Đấy, chỉ việc cài cho em cái cúc này vào này. Đấy, cài cái cúc này mà bấm nó chặt vào. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là cái quai. Đấy, các cháu nhà mình xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, xách mang đi mang lại rất ok. À, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Giá của nó thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về làm quà đó cháu này, mua về làm quà. Đấy, rồi là cho cháu nhà mình học tập. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi thứ nhá. Đấy, tập tô tập vẽ này. Đấy, thỏa sức sáng tạo đam mê luôn. 70k các nhá, 70k hộp một cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái bộ khay, bộ 5 khay nhựa này, em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang sẽ có giá là 80.000. Hàng này của nó sẽ là hàng thành lý siêu thị nhá, rất xịn luôn các bạn, rất xịn luôn đây. Một cái bộ 5 khay các nhá, một cái bộ nó bằng nhựa nhá, chất liệu bằng nhựa ABS cao cấp nhá, chống va đập chống vỡ. Về các bác ví dụ như là mình có đồ ăn các bác bảo quản để trong tủ lạnh. Đấy, tủ lạnh thì thường ví dụ các bác hay bảo quản đây là các bác hay cứ hay để bát đĩa vào, thứ nhất là nó vướng, và thứ hai là nó tốn diện tích nhá, và thứ ba là nó không hợp vệ sinh ạ. Đấy, thì các bác mua cho em cái bộ này về, vừa hợp vệ sinh này, an toàn sức khỏe này, mà lại còn đẹp ngăn nắp nhá, và các bác để được nhiều các bác nhá, để được nhiều. Thì một cái bộ như này nó sẽ gồm có là 5 cái khay nhựa nhá, 5 cái khay nhựa, và mỗi khay thì nó sẽ đi kèm là một cái nắp khác nhau. Đây, em sẽ lấy ra cho các bác. Đây, một cái này, hai cái này, đấy, hai cái nhá. Đó, ba cái, từ to nhỏ luôn các nhá, từ to nhỏ luôn. Nói chung là từ to nhỏ các bác về thoải mái dùng luôn, mà chỉ có 80.000 thôi. Giá nó quá rẻ bình dân luôn. Đấy, cái nắp này đậy rất là kín luôn, nó có cả cái phần gioăng này, có cả cái phần gioăng các bác đậy cực kỳ kín luôn. Đó. Rất tiện dụng nhá. Và về các bác là có thể là xếp chồng với nhau luôn. Đấy, có thể xếp chồng với nhau luôn nhá.
đây đấy, 50 khay quá đẹp quá xịn luôn. Đó, về các bác xếp chồng lên nhau là các bác sử dụng thôi. Đây nhá, đấy khi mà các bác sử dụng này, đấy tháo ra thì nó sẽ là 50 khay này. Đấy khi mà lồng vào thì nó rất là nhỏ đấy, nó chỉ một khay này thôi. Nhưng mà khi mà tháo ra nhìn này, đấy 50 khay rất to luôn nhá. 5 khay rất to luôn. Đấy và các bác có thể về dùng mình xếp chồng nhau để bảo quản đồ ăn này, để trong tủ lạnh này, hoặc các bác có thể là mang đồ ăn mang đi mang lại cũng rất là hay. Đấy, đồ khô, đồ tươi này, đồ sống, đồ chín thoải mái luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Đó, đây. Một cái bộ 5 khay này luôn. Đấy, một bộ là 5 khay. Lên mã cho em xem cái bộ 5 khay nhựa nhá. Bộ 5 khay nhựa với mức giá sẽ là 80.000 bộ thôi, chỉ có 80.000 thôi. Bằng chất liệu toàn bộ bằng nhựa nhá. Phần nắp là bằng có phần viền silicone, các bác đậy rất là kín luôn này. Đấy, đậy cực kỳ kín luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Đó, rất ok. Về các bác sử dụng nhá. Thoải mái sử dụng luôn. Là một bộ này là 5 khay, 5 khay nhựa nhá, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó, cái đệm ghế silicone này. Về các bác dùng để ngồi ghế hoặc là các bác hay lái xe ngồi văn phòng. Đấy, các bác muốn êm thì các bác mua cho cái đệm này về. Đấy, thì một cái đệm này bao gồm là một cái đệm này bao gồm là cả một cái vỏ bọc bên ngoài, dùng rất là tiện luôn. Cái này thiết kế theo cái dạng là lỗ tổ ong, nên là khi mà các bác sử dụng ấy, đấy thì nó sẽ ngồi thì các bác sẽ thấy là cảm giác là phân tán lực rất đồng đều, ngồi cực kỳ êm luôn. Đấy, thậm chí là các bác có thể là vò này, các bác vò này, các bác thả cái này về bình thường luôn, rất là tiện dụng nhá. Đấy, rất là hay luôn. Đây, đấy, thiết kế những cái lỗ tổ ong, đấy, ngồi phân tán lực, ngồi cực kỳ êm luôn, ngồi không lo nó bị nóng mông nhá. Đấy, sử dụng thì sẽ có đi kèm là một cái vỏ bọc này nữa các bác nhá, cả một cái vỏ bọc bên ngoài. Đấy, thì cái vỏ bọc này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể giặt rũ này. Đấy, về các bác hay ngồi văn phòng các thứ ngồi nhiều này, đấy, ngồi nhiều là hay bị nóng mông các thứ rồi. Bây giờ là ngồi hay đau lưng thì các bác mua cho em cái này về, hoặc các bác mua về mình giải cái ghế thì mình ngồi hàng ngày cũng được, ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đệm ghế nhá, cái đệm ghế silicone. Giá hiện tại em đang bán một cái đệm ghế silicone này với mức giá là đi 80k một cái nhá. Lên mã em sẽ cái đệm ghế silicone nhá, đệm ghế silicone giá sẽ là 80k. Đấy, 80k một cái đệm ghế silicone này, chỉ có 80.000 thôi, về dùng rất là hay. Đó, đi kèm là cả một cái bao đựng này luôn nhá, 80k một cái. Đó, đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Alo alo, hôm nay mình sẽ review một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho dân văn phòng, người hay ngồi ô tô mà đặc biệt bác nào bị trĩ thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí, để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm mềm dẻo dẻo như này nhá. Để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là bắt mắt. Bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicone, hèn gì mà thấy nó mềm mềm, dẻo dẻo sờ rất là thích. Mát lạnh luôn. Cấu trúc tổ ong nhìn thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nha. Ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên về như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn. Phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những cái loại ghế cứng cứng như thế này nè. Ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào có sướng gì đâu ấy. Êm ái rất là thích. Tôi là tôi ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy, nhìn khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cột sống, chống thoát vị đệ đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức, mặc dù có bị kéo, vò, ném hay đè lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nha. Vì vậy, đệm rất là dễ cuộn nhỏ mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nó rất là mềm dẻo này, rồi là silicone đàn hồi này, ngồi rất là êm. Đấy, ngồi thoáng khí khi ngồi này, phân tán cái áp lực ngồi tốt này. Đấy, khi bác ngồi rất là dễ chịu luôn. 80k một cái nhá, 80k một cái, đi kèm vào cả một cái bao đựng này luôn. Lên mã em sẽ cái đệm ghế silicone 80k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác cái lô, đó là cái túi thể thao nhá. Lên mã em sẽ cái túi thể thao này. Đấy, cái túi thể thao để các bác hay chơi thể dục thể thao, các bác hay đạp xe này. Đấy, chơi thể dục thể thao, bóng chuyền, bóng đá này, chạy bộ này, rất tiện dụng luôn nhá. Thì về cái túi này về các bác dùng để đeo vào bên đeo vào trước bụng nhá, hoặc đeo vào sau bụng cũng được. Đấy, đeo quấn quanh khu vực bụng nhá. Đấy, thì đây đằng trước thì sẽ là một cái ngăn để ví dụ các bác có đựng điện thoại này, tiền nong thứ này. Đấy, các bác vẫn muốn đi tập dục ra mà vẫn muốn mang điện thoại, tiền nong thứ gì các bác đựng đây. Bên này thì bên hông để các bác có dắt một cái chai nước ở đây nhá. Đấy, ví dụ ở đây có một cái chai nước này. Đấy, thì các bác có thể mình dắt cái chai nước ở đây nhá để các bác mang đi.
các bác mang đi các bác có nước uống nhá. Đấy, mỗi lần từ thể thao xong các bác mình có nước uống này. Đấy, các bác dắt cho em một chai nước đây, rất là vừa luôn này. Đấy, có bên hông này thì ví dụ những cái đồ nhỏ nhỏ thì các bác đựng vào đây nhá. Đấy, những cái đồ nhỏ nhỏ này thì các bác đựng vào đây, rất tiện dụng luôn. Và đây cái phần dây đeo nhá, dây đeo thì nó co giãn nhá, nên là các bác yên tâm là bụng to bụng nhỏ là đều có thể đeo được hết luôn, và có thể là chỉnh được cữ dây nhá. Đấy, chỉnh được cữ dây này, chỉnh được cữ dây thu vào hoặc là các bác cho giãn ra đều ok luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Và cái phần thao tác khóa lẫy cài rất là ok, bấm phát đây là mở này, bấm tạch cái khóa này rất tiện dụng ok luôn. Đây đó, rất tiện dụng nhá, về các bác dùng để đeo trước bụng nhá. Đấy, đeo làm túi thể thao chạy bộ này, đi chơi đi chạy bộ rất tiện dụng luôn. Đấy, con này chạy thoải mái không lo nó bị lắc hay bị rơi nhá. Đấy, rất là ôm bụng luôn, giá thì bình dân thôi. Nên đã giúp cho em sẽ là cái túi thể thao nhá, túi thể thao để dành chuyên dùng cho dân thể thao nhá. Giá hiện tại em đang bán một cái túi thể thao nha, giá của nó sẽ là 30k một túi nhá, 30k một cái túi thể thao này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, các bác mua về sử dụng này, làm quà biếu tặng này. Đấy, mua về làm quà rất là ok, 30k một túi, giá hạt rẻ mà rất là ok. Đấy, các bác cùng xem kế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác chạy là hay phải mang điện thoại thứ đồ dùng đi này. Đấy, thì các bác mua những cái túi về các bác đeo vào đó, mình chạy đi chạy này. Đấy, để móc chìa khóa này, để được cả chai nước luôn nhá, rất tiện dụng luôn, chạy cho em thoải mái luôn, không nó bị rơi hết đâu vì nó rất ôm sát luôn. Đấy, đấy, thấy không, đeo vào như không đeo luôn, rất tiện dụng đó, thấy không, đựng cực kỳ nhiều đồ nhá, đựng nhiều đồ lắm đó, dắt được cả chai nước cơ mà. Đấy, dắt được cả chai nước rồi là những cái đồ dùng cá nhân, chìa khóa này kia các thứ, rất thoải mái luôn. Đấy, rất tiện dụng luôn đó, thấy không, đựng chai nước này quá hợp lý luôn nhá. Đó, rồi thực tế về sản phẩm nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái túi thể thao nhá, túi thể thao mang đi chơi đi du lịch này, đi chạy bộ này, tập thể dục thể thao này. Đấy, thì giá của nó một chiếc túi này là 30k một cái nhá, 30k một cái túi thể thao này, 30k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ bóng, kèm cả bóng cả đu cả dây này. Đấy, một bộ này thì chỉ có 60.000 bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà rất là hay. Đây, 60k nhá. Lên mã em sẽ cái bộ bóng đuôi tím nhá, hoặc là cái bộ bóng kèm cả đuôi cả dây. Thì một bộ này là bao gồm là 60k nhá. Đây, bóc cho bác xem một bộ này. Về dùng rất là tiện, về cái này thì về các bác không cần phải đấu nối cái gì cả. Về các bác chỉ việc là về cắm là xài thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Đây. Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một quả bóng đèn LED này, công suất 20W này. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, và các bác có thể tháo rời ra. Đấy, nếu mà các bác bóng này thì nếu có không dùng thì mình có thể thay bóng khác vào cũng ok luôn nhá. Cái đuôi này thì sẽ có tích hợp luôn cả công tắc bật tắt luôn, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi, rất tiện dụng. Và một cái đoạn dây này chắc là dài được khoảng tầm 2-3 mét đấy, khá là dài đấy, rất là nhiều dây nhá. Đấy, và cái phần đầu cắm, nhá, về các bác chỉ việc cắm vào, bật công tắc lên lấy là các bác xài thôi, không cần phải đấu nối gì lằng nhằng, rất tiện dụng luôn. Đó là thì một bộ này là chỉ có 60.000 thôi, giá siêu hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bình thường là các bác mua một cái bộ này ấy, nguyên bóng ấy, nguyên của bóng 20W này, các bác mua biết thì phải khoảng tầm 40.000 rồi. Đấy, rồi là cả đuôi cả dây nữa, mà nhiều dây nha thì ít thì phải khoảng tầm hơn 100.000 bộ này. Nếu mà bình thường các bác mua cửa hàng hoặc các bác mua về tự đấu nối luôn, đấy, thì cũng không phải là có cái giá 60.000 đâu. Đấy, bên em bán gọi là giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, bao gồm là cả bóng cả dây cả đuôi, mà đu có tích hợp cả công tắc luôn nhá, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi, giá siêu hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Đấy, 60k một bộ nhá, bộ bóng bao gồm cả đuôi cả dây. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là bóng đuôi tím hoặc là bóng kèm cả dây cả đuôi. Đấy, có cả công tắc này là 60k bộ nhá, 60k bộ, giá rất hạt rẻ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bình tưới cây này, bình tưới cây dung tích 2 lít nhá, các bác mua về dùng để tưới cây này, phun thuốc này rất tiện dụng luôn, sử dụng vườn tược các thứ rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, toàn bộ thì nó bằng nhựa ABS cao cấp nhá, dung tích là 2 lít nhá. Đấy, 2 lít đó, sử dụng rất là đa năng. Con này thì cái phần bơm ti rất nhẹ, các bạn nhìn này, đấy, rất là nhẹ, bơm cực kỳ nhẹ tay luôn nhá. Đấy, mà cái lượng hơi ra thì cực kỳ khỏe luôn. Đấy, các bạn nghe tiếng này, đấy, thấy không? Đấy, em bơm mới mấy phát thôi nhá, nhưng mà nó ra cái lượng hơi nó ra rất khỏe luôn này. Đấy, thấy không? Rất khỏe luôn nhá. Và cái con này rất là hay là nó có cả cái chế độ công tắc này, anh em bơm này. Đấy, khi mà có ấn lì này, các bác đấy, đấy là tự động là nó sẽ xả hơi nha. Đấy, các bác không cần phải bấm nhá. Đấy, còn các bác muốn thả tay các bác thả đây, còn các bác để đây, đấy là nó sẽ khớp vào cái lẫy, là tự động là nó sẽ cứ thế đấy. Các bác bơm nữa là các bác đỡ phải bấm, đỡ mỏi tay. Rồi là một cái chế độ rất hay, đó là cái chế độ xả hơi. Đấy, những cái bình này các bác để hơi lâu trong thì nó thường thường là nó sẽ bị nứt những cái phần
vết nứt ra thì nó rất là nhanh hỏng bình. Thì ở đây nó có một cái giải pháp rất hay là cái chế độ xả hơi nhá. Thì các bác nghe tiếng này. Đó, khi mà các bác dùng xong rồi các bác kéo phần van vào xem là tự động là sẽ xả hết hơi ra nhá, xả hết hơi ra. Thì cái bình nó rất là bền vì nó không chịu cái áp lực hơi bên trong. Đấy, vì cái áp lực hơi khi mà các bác bơm nó rất là lớn luôn. Đấy, nó gây nên những cái tình trạng là nứt bình các thứ này. Nứt ở những cái phần nó đúc này, đấy, nó sẽ gây nên tình trạng nứt bình, kể cả bình nạo hay bình xịn, bình đều như hết các bạn. Vì cái áp lực nó cực kỳ lớn nên là nó mới thiết kế ra cái van là cái van xả hơi nha. Đấy, khi mà các bác dùng xong rồi các bác có thể xả hơi. Đấy, cho nó sạch cái hơi đi, nó đỡ bị chịu lực, cái bình nó sẽ bền hơn. Và cái chế độ có cả cái chế độ là điều chỉnh các chế độ nước ở cái phần vòng xoay ở phần đầu nhá. Đấy, nói chung là rất chắc chắn luôn, một chiếc bình rất chắc. Phần bơm bao nhựa này, có phần van đẩy tự động này. Đấy, rồi là phần van xả hơi, điều chỉnh phần công tắc nước đầy đủ các luôn. Đấy, dung tích 2 lít các bác sử dụng tưới vườn, tưới cây đấy kia, phun thuốc các thứ cho em ok luôn. Giá bình dân thôi. Lên mã cho em sẽ có bình tưới cây 2 lít nhá. Bây giờ tại em đang bán một cái bình tưới cây 2 lít này, giá sẽ là 110k một bình. Đấy, 110k một cái bình tưới cây dung tích 2 lít này, 110k một bình nhá. Giá rất hạt rẻ phải chăng? Đấy, mà chắc chắn ok luôn, 110k một cái. Đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, các bác sử dụng mình quét bụi những phần khe kẽ này, hoặc là các bác dọn ở trên ban bàn thờ. Đấy, những cái chỗ trên cao giờ. Đấy, nó rất là nhỏ gọn nha, nó sẽ gồm có một cái gầu hót rác và đi kèo là một cái cây chổi nhỏ nhỏ này, để các bác dùng để các bác quét những cái bụi bặm trên ban bàn thờ, rồi những cái chỗ ngóc ngách các thứ, vị trí trên cao, những cái chỗ khó. Đấy, các bác vận chuyển những cái các bác mang vác những cái chổi to thì các bác rất là khó làm, thì các bác mua cho cái bộ này về, nó rất là nhỏ gọn này, dễ dàng sử dụng mà rất là hay. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có là đi 30.000 một bộ thôi nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ chổi quét bụi nhá. Đấy, bộ chổi quét bụi. Chổi quét bụi dạng chổi mini các bác nhá. Chổi quét bụi này. Chổi quét bụi dạng mini. Giá của một bộ này sẽ là đi 30.000 một bộ nhá. 30k một bộ thôi. Người dùng rất là hay. Đấy, dọn dẹp ban bàn thờ, những cái chỗ nhỏ nhỏ này, để các bác sử dụng cái chổi đấy rất là tiện luôn. 30k một bộ nhá, bao gồm là một chổi và một cái hót rác nha. Đấy là 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì bên em hàng vừa mới về xong, đó là cái mã ủng đi mưa nhá. Lên mã giúp em sẽ ủng đi mưa. Đấy, đang vào cái đợt mùa mưa rồi. Đấy, miền Bắc các thứ cũng mưa rất là nhiều. Đấy, rồi là mưa phùn, mưa nồm ẩm rất là nhiều, rất khó chịu các bác đi lại rồi. Đấy, rất cần cái đôi ủng nha. Đấy thì em về cái lô ủng đi mưa này và em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái đôi ủng đi mưa này. Lên mã cho em sẽ là cái đôi ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa, giá một đôi này hiện tại em đang gửi bác sẽ là 90k một đôi nhá. 90.000 một đôi ủng đi mưa này, về dùng rất là tiện luôn. Đây. Nó sẽ gồm là một đôi chân trái chân phải này. Về các bác sử dụng các bác cài. Đấy, các bác đi trực tiếp cái đôi ủng này vào cho em. Đó, rất tiện dụng luôn và rất là dài nhá. Cái đặc biệt là cái phần này nó rất là dài, cái phần cổ rất là dài. Đó. Thì về các bác mở cái cúc ra này, tháo cho em cái con khóa này ra. Đấy, tháo khóa này ra, sau đó các bác đi vào. Đấy, và nhiều bác hỏi là cái khóa này thì không lo ngấm nước không, thì yên tâm nhá. Ở đây trong nó có một cái lớp nữa rồi này. Đấy, nên là các bác đi thoải mái nhá, không lo nó ngấm nước đâu. Đấy, cái khóa này thì gọi là chỉ là nó siết cho nó chặt vào thôi, còn bên trong nó còn một cái lớp nữa cơ. Đấy, nên các bác đi thoải mái. Phần đế dưới thì có phần chống trơn trượt này, các bác đi cho em thoải mái luôn. Đấy, thậm chí là bác nào chân nhỏ thì mình có thể là luồn cả giày vào các bác đi cùng được luôn. Đấy, rồi là có cả cái phần đai siết các nhá, đai cái vòng siết này. Đấy, các bác siết vào đây cho đi cho nó chặt chẽ hơn này, rất ok luôn. Đấy, một đôi chân trái chân phải thì các bác đi vào chân nhá, đặc biệt là trong cái giờ mưa giờ gió, đi nước đi nôi, đi mưa gió các bác hay phải đi chợ đi búa, các bác hay phải đi ngoài trời nhiều. Đấy, trời mưa trời gió các bác mua cho em đôi này rất hợp lý luôn. Giá hiện tại em đang gửi một cái đôi ủng đi mưa nha là 90k một đôi nhá, 90k một đôi. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Tới mưa mà có em này thì đúng là chân lái không gì bằng các bác. Một đôi ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài, không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân, đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, thấy không? Để ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đấy. Tới mưa mà có em này thì đúng là chân lái không thực tế nhá. Đấy, có cả phần chun cài, đai siết các thứ đầy đủ hết luôn này, rất tiện dụng luôn, đi cực kỳ là chặt chẽ nhá. Đấy, các bác đi trời mưa trời gió thoải mái, rồi là những cái chỗ bùn đất các thứ là các bác lội thoải mái vì cái phần đế chân nó chống chân trượt. Thiết kế đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, thì các bác có nhu cầu về cái mã hàng này thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là ủng đi mưa. Hiện tại em đang gửi bác giá một cái đôi ủng đi mưa này là
90k một đôi nhá. Đấy, đi và rất là chặt chẽ, ok luôn, 90k một đôi. Đó, rất đẹp, chắc chắn, dày dẫn luôn. Đây, 90k một đôi, về các bác chỉ việc sử dụng mà các bác đi thôi. 90k một đôi ủng đi mưa nhá. Sau một tiếp theo thì cũng vào thời tiết mưa gió này, thì bên em tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng áo mưa Honda nhá, hàng thanh lý của công ty Honda rất xịn sò luôn. Đấy, thì một chiếc áo mưa Honda này giá thì rất là bình dân, chỉ có 30.000 một cái thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái áo mưa Honda nhá. Áo mưa Honda đấy, giá tại em đang gửi bác là 30k một cái áo mưa Honda nhá, chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, con này thì nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng từ trước về sau. Đấy, các bác đi xe đạp xe máy để mình nó rất là nhỏ gọn, mình vứt trong cốp một vài chiếc ra đấy, vạ ra ví dụ như là chẳng may nó có trời nó mưa cái là mình có cái mình xài luôn, rất tiện dụng luôn. Đó, 30k một cái nhá, giá siêu hạt rẻ luôn. Đây, khi mà mặc lên thì sẽ nhầy, để con nhìn này, đấy, nó sẽ nhầy đó, đằng trước đằng sau này rất ok luôn, to tát chắc chắn dày dẫn nhá. Đó, các bác mua về sử dụng này, đi xe đạp xe máy các thứ cho em ok luôn. Đó, nói chung là làm một chiếc áo mưa dự phòng là rất ok, mình vứt ở trong cốp có khi ví dụ cần cái là mình có cái mình xài luôn nhá. 30k một cái nhá, giá nó rất là bình dân thôi. Đây, đấy thực tế người mẫu đeo đây các bác nhá. Đó, 30k một cái áo mưa Honda này, 30k một cái, giá rất hạt rẻ mà rất là hay. Sau đó tiếp theo thì em lưu cho bác mã hàng đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em cái mã cạo lưỡi thì bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục lại về này, cây cạo lưỡi nhá, giá thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái cây cạo lưỡi này, giá sẽ là 20k một cây nhá, về các bác dùng để vệ sinh phần lưỡi nhá, vệ sinh cạo lưỡi rất là sạch sẽ, ok luôn. 20k đấy, 20k một cái cây cạo lưỡi này. Đây, hàng nó đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha. Đấy, đựng trong chiếc hộp rất là xinh luôn. Đó, thì đây, hộp đây, còn bên trong thì là cái cây cạo lưỡi nhá. Đó, thiết kế rất là kỹ càng chu đáo luôn. Đó, đây, về các bác sử dụng, mình dùng chuyên dùng để cạo lưỡi nhá. Đấy, chuyên dùng để cạo lưỡi, vệ sinh lưỡi cho. Đó, chuyên dùng để cạo lưỡi, vệ sinh lưỡi rất là xịn sò, ok. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đó, đựng trong một chiếc hộp đẹp nha. Có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, rồi các bác mua về sử dụng được luôn. Đó, cạo lưỡi 20k một cây. Cái này các bác dùng thì nó bền, dùng nó bền nó yên tâm. Đó, mà sạch sẽ. Đấy, bằng inox nên dùng nó sạch sẽ, ok. Đó, 20k một cây nhá, đựng trong chiếc hộp. Đấy, các bác mang đi du lịch, đi chơi cũng rất ok luôn. 20k một cái cây cạo lưỡi này, 20k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bấm tay ví hồng. Đấy, em báo giá luôn, bộ này hiện tại em gửi bác giá sẽ là 60.000 một bộ nhá. 60.000 bộ, bộ này thì về các bác sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đây, một bộ bấm tay thì sẽ bao gồm là các sản phẩm ví dụ như là đầu bấm móng tay này. Đấy, rồi là có kìm cắt lấy da chết này. Đấy, rồi là có rũa mài zip này, nặn mụn này, đầy đủ lấy dây tai đầy đủ luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình luôn. Nam nữ này, rồi là đàn ông đàn bà, trẻ con, người lớn đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là dùng cho cả gia đình như mình luôn. Là một bộ này là 60.000 nhá, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp luôn, là 60k một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng nhá, bộ ví hồng nó chỉ có 60.000 thôi mà về dùng đa năng. Đấy, đặc biệt là các bác mua về tặng bà xã, cho chị em phụ nữ thì bộ này rất là thích luôn. Đấy, về dùng các bác phụ nữ về làm neo làm móng bộ này rất là ok. 60k một bộ nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng. Đó, đang gửi bác là một bộ đầy đủ full, một bộ này là 60k, về xài cho cả gia đình nhà mình xài, ai cũng có thể xài được bộ này luôn nhá, 60k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ tô vít xanh này, bộ tô vít xanh 32 chi tiết nhá, 32 chi tiết này. Đó, đây, một bộ tô vít sẽ gồm có đầy đủ là các đầu vít này. Đấy, hơn 30 đầu vít này, rồi là có cả một cái thân tô vít này. Đấy, một thân tô vít và một cái thanh nối dài nhá, một cái thanh nối dài. Đây, thì về các bác xài thì các bác lấy trong cái phần thanh này ra này. Đấy, các bác kéo này xuống này, ấn nó vào này. Đấy, thì cái này nó có cả khớp luôn nhá. Đấy, có cả khớp để các bác điều chỉnh cái kiểu các bác muốn xoáy nhá. Và đây các bác lấy cái đầu vít này cắm nó vào. Đó, và các bác sử dụng các bác xoáy thôi. Đấy, xoáy những cái đồ vật, đồ gia dụng, các thứ nhà mình, rồi anh em thợ thuyền dùng bộ này cho em rất hợp lý luôn. Đó, đây gồm rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá, từ ba ke này, rồi là lục giác này, hoa thị này. Đấy, rồi là chân dẹt có đủ cả luôn. Đấy, nói chung về các bác xoáy hầu như là tất cả các loại ống vít bây giờ hiện tại trên thị trường luôn nhá. Đó, đầy đủ là một bộ này là 30k bộ thôi, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ vít bộ tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết nhá. Đấy, 32 chi tiết này. Đấy, V32 cũng được. Đó, giá của nó một cái bộ tô vít xanh V32 này chỉ có 40.000 một bộ thôi nhá. 40k một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã em xem cái bộ tô vít xanh. Tô vít xanh này, 32 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là đi 40k bộ nhá, 40k bộ. Đó, mới nguyên hộp này luôn, 40k.
Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em đèn độ đầu 3 bóng này. Cái giá sản phẩm này thì rất là hạt rẻ phải chăng? Em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng nhá, đèn độ đầu 3 bóng hoặc là đèn B3, đèn D3 cũng được, D3 cũng được. Giá của nó sẽ là 120k một cái con sản phẩm đèn độ đầu 3 bóng nhá, hoặc hay là hai con mã gọi là đèn D3 nhá. Con này thì nó là đèn độ đầu và nó sẽ có 3 bóng nhá, 3 bóng, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đây. Đấy cho bác coi này. Đấy. Sản phẩm này sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Đấy, một thân đèn này. Đấy, thân đèn thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó. Đây là cụm 3 đèn này, cụm 3 đèn. Pha led siêu sáng siêu xa, phần công tắc nút bấm ở đây. Dây đeo thì co giãn 4 chiều. Đấy, đeo rất êm đầu luôn. Đằng sau thì thiết kế nó là cái cụm để các bác để pin cho pin vào đây nhá. Đấy, cụm để pin cho đi pin vào đây. Cái con này thiết kế rất hay này. Bình thường ấy là các bác hay mua cái con đèn đầu ấy là thường thường là nó sẽ tập trung hết về đằng trước. Các bác đội thứ nhất là nó rất khó, là nó hay bị nặng ở cái phần đằng trước nên là nó rất là khó sử dụng, mà đôi khi là đeo nhiều, đội nhiều là rất là mỏi cổ vì nó cứ nặng về trước mà rất là khó chịu. Thì đây con này thiết kế rất hay, là đằng trước là đèn, đằng sau thì nó sẽ thiết kế là cụm pin nên là khi mà các bác đội nó rất là cân đối dễ chịu các nhá, đội rất cân đối dễ chịu. Đây nó có cả cái phần miếng ốp và cái phần chán này nên khi có cái đội nó rất là êm, đội rất là thích luôn. Con này thì em bán khá nhiều này, dùng rất là thích, nhiều bác phản hồi dùng cực kỳ ok đó. Và cái hai của sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng cái pin là pin rời nhá, pin là pin rời và pin sẽ là pin 18650 nhá. Đây nó sử dụng hai viên pin 18650 và pin nó sẽ là pin rời. Cái pin rời cái hay của cái sử dụng pin rời này là ví dụ như là các bác có hỏng pin và sau này các bác muốn thay là nó rất là dễ dàng thay. Đấy, vậy hiện tại bên em đang bán lẻ một cái viên pin này là 20k một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin 18650. Đấy thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000, thì các bác có thể mua thêm để về các bác mua sơ cứu làm pin sơ cứu pin dự phòng cho cái đèn này. Đấy, còn hiện tại thì ở trong đèn đã có sẵn pin rồi nhá, thì đây nó sẽ sử dụng hai viên pin như này, thì các bác mở cái nắp ra lắp cho em đúng cực vào nhá. Đấy, lắp đúng cực vào này. Đấy, cộng vào trừ và trừ đó, lắp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác bật đèn lên và sử dụng thôi. Và đi kèm thì sẽ có pin rồi, thì sẽ có kèm luôn cho bác là cả một cái cục sạc như này nhá. Về các bác cái đầu này các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, sau đó là cái phần này các bác cắm vào đây và các bác sạc pin cho cái đèn này, có thế thôi. Đấy, đây khi mà cắm vào nó sẽ báo đèn, hiện tại là đang là đầy nhá, đèn xanh đang đầy. Đấy, các bác cắm vào thì nó đang sạc, thì nếu mà chưa đầy nó sẽ báo đèn đỏ nhá. Đấy, đi kèm có cả cục sạc rất cẩn thận chú đáo luôn, cục sạc rời bên ngoài luôn nhá. Có đi ở đây em sẽ bật đèn test cho bác coi này. Đấy, chế độ nhất này. Đấy, một bóng nhá. Chế độ thứ hai là hai bóng hai bên này. Đấy, chế độ thứ ba là ba bóng luôn này, rất sáng luôn. Nếu bật ba bóng thì cực kỳ sáng mà cái tầm chiếu của nó rất là xa nhá. Đấy, còn có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy cảnh báo SOS nhá. Một này, một đèn này, hai này, đó hai đèn, ba đèn này. Đấy, có thấy không, sáng kinh khủng khiếp luôn đó. Đấy, rồi là nháy cảnh báo SOS nhá. Rồi rất đa chức năng và cực kỳ là hay luôn. Về cái mã hàng này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng nhá, hoặc là đèn D3 đều được. Giá của sản phẩm hiện tại bên em đang gửi bác là đầy đủ, bao gồm là cả đèn, cả pin, cả sạc, là full combo một cái bộ nhài mới nguyên hộp thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin để làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 nhá, với mức giá là 20k một viên nhá, thì các bác có thể mua thêm. Còn sẵn trong đèn thì đã có pin rồi. Đấy, đây là em quảng cáo luôn thôi. Đó. Thì đèn đầu 3 bóng này là 120k. Đấy, rất nhiều chế độ sáng khác nhau và cực kỳ sáng. Và cái hay của sản phẩm này thiết kế thông minh này, rồi là nó đặc biệt là nó dùng pin rời nên là ví dụ mình có thay thế pin nó rất là dễ dàng thay thế nhá. Sửa chữa cũng dễ dàng luôn. 120k một sản phẩm nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng cũng mới về, đó là cái cuộn thiết hàn, thì em sẽ quay cập nhật cho bác luôn. Đó là đợt đấy em về cái cuộn này thì cuộn này trọng lượng của nó sẽ là 100g nhá. Bữa trước thì nhiều bác cứ hỏi là một cuộn này được bao nhiêu gram với các thứ, giờ thì trước là bán cái cuộn kia thì giá nó rẻ hơn. Đấy, nó dạng cuộn chắc nó khoảng tầm 30g thôi. Nhưng đợt này em nhập cái lô này nó được 100g và giá nó rất là ưu đãi. Giá hiện tại em đang bán một cái cuộn thiếc 100g này, giá sẽ là 30.000 một cuộn nhá. Giá này em bao giá thị trường luôn. Đấy, cam kết các bác bao giá thị trường, không chỗ nào bán rẻ hơn nhà em luôn, thật luôn. Có chỗ người đang bán một cái cuộn 100g này khoảng tầm 5-70.000 cuộn luôn. Đấy, bên em bán với bác chỉ có 30.000 một cuộn thôi. Đấy, coi như là bán lãi tình cảm với bác luôn nhá. Giá rất hạt rẻ, hợp lý luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc hàn 100g nhá.
30.000 một cuộn 100g này, cầm nặng trịch luôn. Đấy, chuẩn 100g luôn em nhá. 30k một cuộn thiếc hàn 100g. Tiếp theo thì em lên cho bác luôn đó là cái mã vòi đồng tưới cây. Đấy, hôm bữa về hàng mà cũng quên hôm qua bác luôn này. Đấy, lên mã thì em sẽ cái vòi đồng tưới cây nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái có sẵn cái dây nước thì mình về các bác lắp vào các bác xài thôi. Ở cái phần toàn bộ thân của nó là thân đồng nhá. Đấy, và cái phần đầu này thì nó sẽ có chỉnh được các chế độ này: phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ này, phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ. Thì các bác xoay cái phần vòng đầu này. Đấy, các bác chỉnh cái phần vòng đầu nha, rất ok, rất là dễ xài luôn. Và đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác luôn, cho bác là một cái đai siết để về là các bác bắt cái ống nước vào, để dùng cái đai siết này các bác siết vào, thế là xong. Đó thì một bộ là bao gồm là cả vòi cả đai siết này là 40.000 một bộ nhá. Đấy, giá rất hạt rẻ mà dùng rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi đồng tưới cây nhá, toàn bộ là cái phần đầu, phần thân vòi nó toàn bộ đồng luôn, các bác dùng rất là bền. Đó, cái phần đầu vòi có chỉnh được các chế độ nước khác nhau nhá. 40k một bộ sản phẩm vòi đồng tưới cây nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái vòi đồng tưới cây. Thì em đang gửi bác một cái vòi đồng tưới cây này là 40k một cái. Đấy, 40k một cái vòi đồng tưới cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ ví bấm móng tay ví hồng này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là nhà em có bộ ví xanh với lại nọ kia không, thì em nói luôn là nhà em không bán bộ ví xanh nhá, nhà em chỉ có duy nhất là cái bộ ví hồng này thôi. Đấy, và em thấy là chất lượng của nó là không khác gì cái bộ ví xanh luôn, mà thậm chí là giá nó còn tốt hơn. Giá thường thường những cái bộ ví xanh các bác đang mua khoảng tầm 70-80 nghìn một bộ luôn, nhưng bộ này thì giá rất hạt rẻ, nó chỉ có là đi 60.000 thôi. Đấy, bên em đang gửi bác giá một bộ ví hồng này là 60.000, là đầy đủ phụ kiện này, bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, rồi là có phần nặn mụn này, kìm cắt lấy ra chết này. Đây, nguyên các bác mua là đã sở hữu được là ba cái bộ bấm móng tay rồi này. Đấy, rồi là những cái phụ kiện đi kèm cũng như là nhíp này, rồi là kìm cắt lấy ra chết nặn mụn này. Bên này thì sẽ có là kìm kéo các thứ này. Đó, đầy đủ cho bác luôn, là một bộ này là về các bác xài cho cả gia đình nhà mình luôn, đặc biệt là cho chị em phụ nữ này, các bác hay làm móng làm nêu ấy. Đấy, thì các bác xài bộ này xem rất hợp lý luôn, đựng trong một chiếc ví hồng rất đẹp luôn nhá. Đó, giá thì bình dân là rẻ, nói chung là giá rất là tốt mà sản phẩm dùng ok. 60k một bộ nhá, các bác lên mã như sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng bấm tay ví hồng nhá, 60k bộ thôi, chỉ có 60.000. Đấy, nói chung là không có ví xanh ví siếc ở đâu. Đấy, nhà em chỉ có duy nhất một mã là bộ ví hồng nhá, là 60.000. Nói chung là em thấy sản phẩm nó ok mà giá hợp lý thì em lấy về bán cho bác cái mã này. Đấy, vì cái mã này là giá nó tốt này, mà sản phẩm cũng ok này. Chứ bình thường là các bác mua những cái bộ kia nó không có giá 60.000 đâu, ít ở khoảng tầm 80-90.000 bộ luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái bộ ví hồng cũng đầy đủ phụ kiện y nguyên những cái bộ kia, mà giá thì rẻ hơn, nó chỉ có 60.000 bộ nhá. Lên mã em sẽ được bộ ví hồng 60k một bộ nhá, 60k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái lọ gia vị đen. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị đen, cái lọ này về để chuyên các bác đựng gia vị nhá, mắm muối mì chính cái thứ vào đây rất là ví này. Đấy, giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái bộ lọ gia vị đen nha, lọ gia vị đen. Đấy, lọ gia vị đen nhá, giá của nó sẽ là đi 15k nhá, 15k một lọ thôi, chỉ có 15.000 một cái lọ gia vị đen này, giá rất hạt rẻ bình dân. Đây, lấy cho bác coi này. Đó, thiết kế thì phần thân này của nó sẽ là bằng thủy tinh nhá, nên là các bác dùng rất yên tâm, an toàn sức khỏe. Bên trên này thì là nhựa. Đó, thì đây, về thì các bác mở nắp ra này. Đó, mở nắp ra, sau đó các bác lấy ra cái thìa ra. Đấy, xoáy chặt cái nắp này vào, các bác cho gia vị ở đây nhá. Đấy, cho gia vị đây, và các bác lấy cái thìa cắm ở đây cho. Đó, cắm ở đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho là các bác dùng thì các bác đậy nó vào, không dùng các bác đậy nó vào, lúc nào dùng thì các bác lấy nó ra. Đấy, ở đây nó có sẵn cái thìa, các bác lấy cái thìa xúc cho em. Đấy, đong cho em ví dụ như là vài ba thìa nước mắm mì chính cái thứ này. Đấy, bột canh các bác lấy ra. Đấy, cha vào. Đó, lúc nào dùng xong các bác đậy vào. Bình thường là các bác những cái lọ bình thường là các bác cứ hãy với tay vào, các bác lấy những cái thìa ra rất là khó chịu. Đây, con này thiết kế là cái thìa sẽ dính luôn đây rồi. Đấy, để các bác lấy ra. Đấy, lấy thìa ra, hất nó vào. Đấy, lúc nào dùng xong lại đậy nó vào cái, thế là xong, rất ok luôn. Toàn bộ phần thân này là thủy tinh, dùng rất là ok luôn. Bên trên thì là nhựa ABS cao cấp nhá. Đó, lên mã giúp em xem cái lọ gia vị nhá. Bên em đang gửi vào một cái lọ gia vị này, đựng gia vị nhà bếp này là 15k một lọ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái máy thổi hút bụi này. Bữa trước đang bán thì hết hàng, thì đây hôm nay tiếp tục hàng về nhá, tiếp tục hàng về. Máy thổi hút bụi nhá, cái này thì vừa có thể thổi vừa có thể hút được luôn, nhưng mà chủ yếu thì dùng cho việc thổi thì nó sẽ ok hơn, chứ hút nó chỉ là phụ thôi các bạn, chủ yếu là thổi các bạn, chủ yếu là thổi. Đấy thì về các bác dùng này mình để thổi bụi lá, thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây cái thứ này. Đấy, rồi là thổi mùn các thứ rất ok luôn. Đây, một con máy đầy đủ nguyên hộp nha, sách hướng dẫn sử dụng các thứ này. Đó, phụ kiện là thứ đi kèm thì đây là thân máy nhá.
Sản phẩm này thì hàng của Trung Quốc nhá, made in China. Đó, em nói luôn, hàng của Trung Quốc. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá. Cực kỳ khỏe luôn. Con này máy chạy khỏe lắm. Nó thổi cực kỳ khỏe luôn, chuyên là thổi mà. Đấy, chuyên là thổi. Thì đây là cái phần dây nguồn. Sử dụng cho em trực tiếp là cái nguồn 220. Đấy, trực tiếp nguồn 220. Đó, đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm thì các bác cầm này. Đấy, sau đó là các bác thổi đây, muốn thổi thì các bác lắp cho em cái ống về cái phía đằng trước này này. Nó có cái ống chưởng trước để các bác lắp cho em cái này vào. Đó, các bác bấm là các bác thổi có thế thôi. Còn nếu mà các bác muốn hút đấy, các bác muốn hút thì các bác lại chuyển cho em cái ống này về sang bên hông nhá. Đấy, về sang bên hông. Đó, thì cái chỗ hút của nó thì nó sẽ là ở bên hông nhá. Đấy thì nó sẽ hút vào mà. Đấy thì các bác hút thì hút vào đây, và cái hướng thì nó sẽ đẩy ra đây. Đó, thì đi kèm với bác là một cái túi đựng nha. Đấy, một cái túi đựng như kiểu là đựng cái rác thừa các bác hút ấy, thì nó sẽ đẩy ra cái túi này các bác nhá. Đấy thì các bác lắp sẽ đúng nha, trên video các bác nhìn nè. Đó, thì các bác sẽ đổi cái hướng thổi ra đằng này. Đó, còn nếu mà các bác muốn thổi các bác lại tháo ra. Đó, sau đó các bác lắp cái đầu này vào và các bác cứ thế là các bác thổi thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác một cái con máy thổi hút bụi như này với mức giá sẽ là đi 220k. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Đấy, máy thổi hút bụi. Thổi hút này, bụi này. Vừa thổi vừa hút nhá, nhưng mà chủ yếu là thổi thôi các bạn. Hút thì nó là phụ thôi, chính là thổi nhá. Giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất là rẻ nhá. Đấy, đi bữa trước mà bác nào mà có hỏi nhưng mà chưa mua được thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Máy thổi hút bụi là 220.000 một chiếc. Đó, chuyên để các bác thổi nhá, chuyên để các bác thổi. Đây em sẽ cắm test bác coi về thực tế máy này. Máy chạy khỏe lắm, nó hút nó thổi kinh khủng khiếp luôn. Đây bấm đấy các bác nghe cái tiếng máy này. Đấy, có thấy không, các bác nhìn này. Đấy, thấy không, nó thổi kinh khủng khiếp luôn, thổi mạnh lắm các bạn, dã man mà. Cái vòng tua của nó là 13.000 vòng trên phút cơ mà, nên nó thổi khỏe lắm. Đây, thấy không, thổi khỏe dã man luôn này. Đấy, con này các bác về thổi lá này, thổi bụi này rất là hợp lý luôn. Đó, anh em công trình công trường này, các bác sử dụng gia đình này, thổi bụi, thổi lá, thổi mùn, thổi gỗ thứ là rất hợp lý luôn. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, máy siêu khỏe luôn. Đó, rồi lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi bụi nhá. Đấy, sử dụng điện 220 các bác nhá, sử dụng điện 220 siêu khỏe luôn, chuyên thổi các bác nhá, chuyên thổi và có thể nó hút bụi. Giá đang gửi bác là 220k một chiếc máy thổi bụi nha, bao ship cho bác tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Đấy, lâu lâu quay cho bác cái mã này, và cái mã này hiện tại bên em vẫn đang bán rất là chạy luôn, mà dùng cực kỳ thích luôn các bác. Về dùng lau nhà, lau cửa, lau trên trần nhà các thứ này, lau kính, lau hiếc các thứ rất sạch sẽ luôn. Đó, đó là cái giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác một cái cây chổi lau nhà tam giác nha. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi lau nhà tam giác nhá, giá sẽ là đi 100k một cây nhá, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái miếng lót dự phòng để về các bác thay thế thì tại em đang bán một cái miếng lót dự phòng nha. Đấy, lên mã em sẽ cái miếng lót tam giác dự phòng. Đấy thì bên em đang bán một cái miếng lót này là 20k một miếng nhá, 20k một cái miếng lót dự phòng. Thì về các bác ví dụ như mỗi lần mà mình có hỏng một cái miếng này nó bẩn rồi, các bác muốn giặt để các bác lắp cái miếng khác và các bác thay, thì các bác mua cho cái miếng này về thì một miếng này là 20k để các bác có thể mua thêm khi mà mua kèm chổi. Còn chổi hiện tại em đang bán chỉ 100.000 một cây thôi, mà lau rất là ngon luôn. Đây sẽ mở ra cho bác coi này. Thì khi mà bên em gửi thì nó sẽ tháo rời ra đấy để tiện việc vận chuyển. Còn về thì các bác lắp vào các bác xài thôi. Cái này thì nó dễ dàng lắp công mà, đấy, cực kỳ dễ lắp đặt và sử dụng luôn. Đó, rất dễ lắp đặt mà lau rất là ngon luôn. Bán rất là nhiều, đợt Tết em bán kinh khiếp luôn. Đây, đó, nó sẽ ba khúc như này. Đấy, một khúc giữa này, một khúc đầu này. Tiếp theo là những khúc inox là khúc giữa này. Đấy, thì các bác xỏ vào. Ở đây nó có cái gen xoáy này, các bác cho đây các bác xoáy vào cho em. Đấy, cho vào các bác xoáy vào là ok. Đấy, xoáy này. Tiếp theo nữa thì là xoáy cho bác em cái đầu chui vào này. Đó, ấn xoáy vào. Thế là xong. Cái này dễ lắp đặt lắm. Chị em phụ nữ này. Đấy, rồi là các cháu trẻ là mình cũng có thể lắp thoải mái, và con này sử dụng đa năng. Đây có thể xoay gập các hướng các kiểu này.
Đấy, và một cái rất là hay, một cái chế độ rất hay là các bác muốn chế độ mà nó vắt ấy, thì muốn tự động vắt các bác không cần phải cho tay các bác vắt, thì các bác cầm, các bác rút xem, rút này, cầm rút này. Đấy, thì khi mà rút thì nó sẽ xoắn vào nhà, các bác nhìn này, nó sẽ xoắn vào nhà này. Đấy, thì nó sẽ vắt khô luôn nhá. Đấy, và các bác thả ra nó lại về bình thường. Đó, và có lúc nào vắt thì các bác rút xem này, một tay các bác cầm cái nhựa, một tay có cầm cái phần nối này, các bác cầm rút này. Đấy, và các bác lại đẩy ra cái này, rút này. Đấy, các bác đẩy ra cái, thế là xong. Sau đó các bác lau nhá, lau cục các hướng các kiểu luôn, nó rất ok, lau nhà, lau cửa, lau kính, lau giá các thứ ok luôn. Đấy, gặp gật gù thứ rất là ngon lành luôn nhá. À, quay gật 8 hướng tứ phương luôn. Đó, giá thì chỉ có 100.000 một cây thôi, dùng rất là hay luôn, 100k nhá. Cây chổi lau nhà tam giác là 100k. Còn nếu các bác mua thêm cái miếng lót nha, thì hiện tại em đang bán lẻ một cái miếng lót mua về thay thế thêm thì là 20k một miếng cũng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này, vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bẩn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một, nếu có lỗi từ nhà sản xuất, anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, lau rất là ngon luôn. Các bác có thể lau trên trần nhà này, lau dưới đất này, lau trên tường kính, tường đá hoa này. Đấy, lau mọi vị trí luôn. Đấy, và cái phật cán cũng khá là dài nhá. Các bác lau kính sạch kín kít luôn. Đấy, rồi là có cả chế độ tự vắt rất sạch, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, đây. Quay các hướng các kiểu luôn nhá. Đó, thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đấy, cái này bên em bán rất là nhiều, mà các bác dùng rất thích luôn đấy. Đó, rất hợp lý luôn này. Sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một, nếu có lỗi từ nhà sản xuất, anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 100k một cái cây chổi tam giác nha, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm miếng lót thì tại em đang bán một miếng lót này là 20k một miếng nhá. Các bác có thể mua kèm thêm khi mua chổi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái ấm siêu tốc của Hikari, hàng của Nhật này, rất xịn sò luôn này, em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán cái ấm siêu tốc của Hikari này với giá sẽ là 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, cái này thì bán cũng rất là nhiều. Sản phẩm này thì có sẽ có công suất là 1500W nhá và sử dụng điện 220. Dung tích của sản phẩm này sẽ là 2.3 lít. Đó, về các bác dùng sử dụng gia đình thì em này rất là hợp lý luôn. Đó, chắc chắn, chất lượng, độ bền cao. Đó. Cái này thì anh em dùng con này từ cái đợt anh em bán là cách đây chắc khoảng tầm 3 năm rồi và anh em vẫn đang dùng cái con này luôn. Siêu bền. Đấy. Bữa trước là con bác đang vào là có một con anh em cũng đang dùng mà nó bị lỗi. Cái lỗi cái đầu dây anh em đang dùng mà bác ấy thấy bền quá, bác phải mua, bác bảo mua được, kể cả thay dây tôi cũng mua. Đấy, vì cái chất ấm nó rất là bền. Cực kỳ bền luôn đó. Dùng bền bỉ, dùng nồi đồng cố đá lắm, dùng thích cực kỳ. Đó đây, hàng vẫn nguyên siêu này. Đó, hàng của thương hiệu Hikari nhá các bác nhá, made in Japan. Đó, made in Japan, đây có chữ dập chìm luôn trên thân này. Đó, made in Japan này, tay cầm này, thiết kế này, có phần công tắc lẫy nhảy tự động nhá, khi mà nước sôi tự động nó sẽ nhảy nhá. Đây, phần mở nắp này các bác mở ra cho em. Đó, ấn vào này, đóng được các bác ấn vào, các bác kéo lên nó mở ra, tự động mở ra, nó có phần lẫy nhau nhá, rất hợp lý luôn. Bên trong toàn bộ inox nhá, cực kỳ dày, inox dày đó. Và bên ngoài thì sẽ có một cái lớp nhựa rất dày chống nóng, giữ nhiệt, cách nhiệt này, để khi mà các bác sử dụng các bác cầm nắm này nó không bị va chạm mà nó cũng đỡ bị bỏng nhá, đỡ bị bỏng này. Đó, rất là ok. Đây là phần đáy này, đây thông số công suất này, Hikari này. Đấy, sử dụng điện 220, công suất sẽ là 1500W nhá và dung tích là 2.3 lít, hàng của thương hiệu Hikari. Đây, phần khâu khóa đồng luôn, xịn sò. Đây là phần đế ấm nhá. Đế ấm thì sẽ có là phần đế ấm này, toàn bộ vòng ngoài được bo vùng quanh là kim loại này. Đó, đây phần đế ấm bằng khâu đồng luôn nhá. Rồi là dây nguồn to, chắc chắn, chất lượng. Nói chung là con này siêu bền, dùng thì yên tâm về chất lượng, nồi đồng cú đá đi cho em. Giá thì nó cũng rất là rẻ phải chăng thôi, chỉ có 320.000 thôi cô nhá, 320k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ấm siêu tốc nhá, ấm siêu tốc của Hikari. Đó, 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Công suất là 1500W nhá, dung tích 2.3 lít, sử dụng điện 220 nhá. Nhớ giúp em là dùng điện 220 nhá, có nhá, dùng điện 220. Thiết kế là cực kỳ chắc chắn, chất lượng. Cầm một chiếc ấm nó nặng trịch luôn. Đó.
320k hàng của Hikari made in Japan. Đó, rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái bộ dao đức 3 cây nhá. Em báo giá luôn, bộ này chỉ có giá 130.000 một bộ thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Willing nhá, hình hai ông người này. Đấy, Willing hai ông người. Hàng của Đức nhá, lên mã em sẽ cái bộ dao đức 3 cây nhá. Bộ dao đức 3 cây này. Bộ dao đức 3 cây. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một cái bộ dao đức 3 cây này. Đấy, một set là 3 cây. Đấy, cùng một con chuyên lọc thái, một con chuyên để chặt này, một con chuyên để thái bản to nhé, thái bản to rất hợp lý luôn. Nói chung các bác xài gia đình bộ này cho em rất hợp lý. Đây em sẽ bóc cho bác một bộ này full mới keo nguyên hộp luôn này. Đấy, full mới tinh luôn nhé, full mới tinh, hàng mới keo nguyên hộp đấy. Các bác có thể mua về làm quà biếu tặng cũng rất là chất lượng luôn. Đây hàng nó đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, một set 3 con hàng của Willing đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, rất đẹp nha, đóng gói từ khâu đóng gói là thấy nó chất lượng rồi này. Đấy, nó sẽ gồm có là đi một cây này. Một cây này thì chuyên để các bác lọc thái này. Đấy, một cây này thì chuyên để bác lọc thái. Lưỡi thì cực kỳ sắc bén luôn. Đây logo Willing dập luôn trên thân dao này. Đấy, con này chuyên lọc thái này, rất hợp lý. Phi lê, lọc thái phi lê. Con này là một cái con kiểu dạng thái bản to nha. Nhiều bác rất thích thái bản to con này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy, thái bản to các bác thái thịt bò kia các thứ là thái bản to, dùng con này cho em rất hợp lý. Đó, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây kiểu dạng chuyên chặt này. Đấy, chuyên chặt. Chuyên chặt thôi nhá, chuyên chặt thì các bác dùng nhau con này. Đấy, chuyên chặt nhá thì các bác dùng nhau con này. Đây. Đó, chặt xương nhà trước các thứ thì em dùng con này ok. Đấy, logo Willing rất chất lượng luôn nhá, vân gỗ rất đẹp nhá. Tay cầm này, được bo inox vùng quanh luôn. Đấy, không lo lông chui lông cán nhá. Đấy thì một bộ của nó sẽ gồm có 3 cây này. Một bộ là 3 cây này nhá. Đấy thì em giá hiện tại bây giờ em đang gửi bác một cái bộ dao đức 3 cây này sẽ có giá là 130.000 bộ nhá, chỉ 130.000 bộ thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn mà sản phẩm dùng rất chất lượng, sắc bén vô cùng luôn. Bộ dao đức 3 cây 130k bộ, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, vì hàng của nó nguyên hộp này, rất chất lượng luôn, đẹp. Và tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái nồi cơm Chigo, nồi Phật, một nồi nồi Chigo 1,2 lít này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi và bán cực kỳ chạy với shop nhà em luôn. Đó, dung tích của cái mã nồi cơm này thì sẽ là 1,2 lít nhá. Sử dụng là điện 220, sử dụng điện 220 rất ok. Nấu cơm cực kỳ ngon, chín thấu rất là ngon luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Thì đây em sẽ khui đây, sẽ bóc hàng cho bác coi này. Hàng mới keo nguyên hộp luôn, rất chắc chắn chất lượng nhá. Về cái này phù hợp cho bác nào mà ở một mình hoặc là ví dụ khoảng tầm 2 người là ok. Đấy, 1 đến 2 người thôi nhá. Đấy, nó không ăn được nhiều đâu ạ. Vì cái dung tích nó nhỏ, nó chỉ 1,2 lít thôi. Nên là nhiều bác cứ bảo là nồi này là nó hơi nhỏ hay như nào thì em nói luôn là nồi này nó chỉ có 1,2 lít thôi, nên là các bác phải thông cảm giúp em là nồi lít 2 thì nó phù hợp khoảng tầm 1 cho đến 2 người ăn thôi. Đấy, nhiều thì là 2 thôi, chứ còn cùng lắm thì là 1 người ăn là hợp lý. Đó, chứ còn nhiều quá là không đủ dung tích đâu, vì cái nồi này nấu cơm là nó chỉ có 1,2 lít thôi, nó rất là nhỏ ạ. Đấy, rất là nhỏ, phù hợp cho ví dụ như là hai ông bà hoặc là những người ở một mình hoặc là ví dụ học sinh sinh viên thì mua con này cho em rất chắc chắn. Nhưng mà bù lại nó nhỏ nhưng mà nó cái công suất của nó là 200W nên nó nấu cơm rất ngon luôn, nấu cơm chín thấu. Cái này em đã test thử thực tế rồi, nấu cơm cực kỳ ngon, cơm chín dẻo đều mà rất là bền các bạn, rất bền. Thì đi kèm sẽ gồm có là một cọng dây nguồn này, môi xới cơm này. Đấy thì thao tác mở rất dễ, các bác mở cho em hai cái nắp ra. Đấy thì mở lên, đây là phần nắp của nó này. Đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Bên trong này thì sẽ có một cái cốc đong nước các thứ này, giấy bảo hành hướng dẫn sử dụng của sản phẩm này. Đó, rất ok. Đây là cái phần lòng nồi này. Đấy, lòng nồi thì có chám một lớp chống dính các bác nhá, rất chắc chắn, dày dẫn luôn. Đó, đây là phần lòng nồi, còn đây là phần bên trong. Hàng này thì của nó thì cái mâm này của nó độ nóng cao, độ nóng cao và mâm rất là dày, cầm sờ cái mâm nó nặng trịch luôn mà nó dày dã man. Dày này thì khi mà cái lượng nhiệt nó tạo ra nó rất là lớn, và lớn thì cơm chín thấu nó ngon nhá. Cái dòng này thì nó là dòng nồi cơ, dòng nút bấm nên là các bác dùng rất là dễ, đặc biệt là người già dùng rất dễ luôn. Bình thường là các bác dùng những cái nồi điện tử ấy, bấm các thứ nó rất là nhằng mất công. Thì như đây nó là dòng nút bấm, chỉ nhớ giúp em là nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút thôi. Đấy, còn các bác không bấm nút thì cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút nhá, cấp nguồn vào, cho cơm cho nước vào, sau đó có bấm nút thêm cái là lúc nào cơm chín tự động nó nảy, có thế thôi, rất là dễ dùng dễ xài nhá. Và cơm nấu cực kỳ ngon luôn,
Riêng dòng này nếu mà cơm nấu không ngon thì em không lấy tiền các bác luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Đấy, các bác cứ test thử cho em, nếu mà nồi mà có vấn đề gì các bác cứ báo nhà bên em hỗ trợ để bác xử lý cho bác nhá. Còn em nói luôn là nồi này của nó là nồi 1 lít 2 nhá, nồi 1 lít 2 thì phù hợp đấy, phù hợp cho 1 đến 2 người ăn nhá. Đấy, 1 đến 2 người ăn. Nếu mà ăn khỏe mà ăn nhiều ấy thì cũng không đủ đâu. Ăn khỏe ăn nhiều cũng đủ đâu. Còn ví dụ như ăn vừa vừa hai ông bà hoặc là ở một mình học sinh sinh viên thì ăn là rất phù hợp, ok. Nồi dùng tim lý 2 nhá. Sử dụng điện 220 và công suất là 200W nhá, rất là hợp lý luôn. Giá thì em báo luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm một cái nồi cơm của Chigo nhá. Nồi cơm mã sẽ là nồi cơm Chigo. Đấy, hàng nội địa rất xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 220k nhá, 220k. Đấy, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất hợp lý nhá. Nồi cơm lên mã em sẽ là cái nồi cơm Chigo 1,2 lít nhá, 1,2 lít đó. 220k bao ship cho bác tận nhà. Hàng mới keng nguyên trong hộp luôn nhá. Hàng mới keng nguyên trong hộp luôn, rất là ok, nấu cơm rất là ngon. Đấy, riêng dòng này nấu cơm siêu ngon luôn. Đấy, không ngon không lấy tiền các bác luôn nhá. Rất chắc chắn chất lượng luôn. Cầm một chiếc nồi nặng trịch luôn nhá, thiết kế chắc chắn lắm. Đó, đây. Có tem mã miếc các thứ đầy đủ của hãng rồi nhà xuất nhá. Hàng này của nó là hàng công ty nên là các bác yên tâm, dùng rất chất lượng luôn. Đó, đây. 200W này. Dung tích 1,2 lít này, sử dụng điện 220 này. Đó, xịn sò con bò luôn. Đó. Nồi cơm Chigo nhá, 1 lít 2, giá hiện tại đang gửi bác là 220k một chiếc nồi cơm Chigo này, bao ship tận nhà luôn. Ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió của Singapore, rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó đây các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k thôi nhá. 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây.
keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này, một tip keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, mở van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn đó. Đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá.